Rồi thì ở bài kinh số 4 nội dung cũng tương tự như vậy. Là hôm nay chúng ta học cái bài kinh tiếp theo là cái bài kinh số 5. Dạ, bữa nay đặc biệt thì có cái tựa đề theo chánh kinh của cái bản dịch của ngài Minh Châu. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Dạ rồi. Tại vì tôi thấy cái có một cái vị tên là Nhị Nguyên á, thì cứ nói là cũng không còn nghe nữa. Ok. Cảm ơn. Cái bài kinh số 5 á thì có cái tựa đề là bao nhiêu và cắt đoạn. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giải thích cái bài kinh này. Còn cái bài kinh số 4 thì đã nói rồi, nội dung trùng với bài kinh số 3. Thì cái nội dung cái trước hết là cái nguyên văn chánh kinh của bài kinh số 5 á, thì các vị thọ bao nhiêu, tu tập thêm bao nhiêu, vượt qua bao trói buộc để có được danh xưng tỷ kheo vượt bậc lưu. Ở đây cái chữ vượt bậc lưu ở đây đó là trong trường hợp này đó là một danh từ. Cái vị mà được gọi là người vượt bậc lưu á, đây đó là chánh kinh. Còn bây giờ mình diễn dịch lại cái văn kinh ha, mà theo ngôn ngữ của mình bây giờ thì có một vị trời đã hiện xuống gặp Đức Phật. Nguyên cái phẩm này đó là toàn là những cái vị trời xuống hỏi pháp thôi. Hiện cái tập tâm trạng đó người ta gom lại cho nó gọn, gom lại cho nó gọn có những cái bài kinh mà có một cái gì được, có những điểm nào tương đồng đó. Thí dụ như những cái trường hợp nước mà chảy mạnh được gọi là cuồng lưu, bạo lưu hay là bộc lưu. Thì ở đây nó cái chữ ô khái này có hai nghĩa. Một là phiền não cũng được gọi là cuồng lưu, bạo lưu hồi cũng được gọi là vậy, cũng được gọi bằng cái chữ đó. Trong trường hợp đặc biệt nào đó thì cũng được gọi như vậy. Cái phiền não sẽ dễ được gọi là cuồng lưu, bạo lưu là bởi vì chúng ta thấy rồi, nó cuốn phăng tất cả chúng ta đi vào là đầy bất trắc và biên biệt, không lường trước được nơi về hình của một bậc thánh, chẳng hạn như vị Tu Đà Quần chẳng hạn, hay là vị Nhị Quả hay là Tam Quả, họ đi đâu họ về đâu mình còn đoán ra. Nhưng mà cái hành trình sinh tử của một kẻ phàm phu thì vô cùng bất cắc. 9 giờ đêm tối nay chúng ta đang là một vị bác sĩ đứng đầu một bệnh viện, nhưng mà 2 giờ sáng nay rất có thể chúng ta tái sinh vào bụng của một con chuột nái nằm dưới ống cống của cái bệnh viện đó. Cái chuyện đó không phải gì lạ. Và sáng sớm hôm nay chúng ta là một người ăn mày ở một góc phố nghèo hẻo lánh, thì rất có thể đêm nay chúng ta là một vị trời ở cõi Đao Lợi, có một cái tòa lâu đài cao vút đầy vàng bạc, có âm đầy đủ âm thanh ánh sáng mùi thơm như ý. Đó là cái hành trình sinh tử của một kẻ phàm phu. Mình phải bởi vì kẻ phàm phu dứt khoát là không thể được gọi là một người đã vượt khỏi bọc lưu, bởi vì người kẻ phàm phu như chúng ta đang là những chiếc lá bị cuốn phăng trên đó mà. Cho nên trong trường hợp này đó, cái chữ ô khát tinh nô này đó là chỉ cho cái vị thánh mà thôi. Thì ở đây Đức Phật trả lời rất là ngắn gọn, và ngài biết rằng trả lời như vậy đó, cái cách trả lời của ngài đó đã quá đủ cho người hỏi rồi. Còn thì phải nói là mù mịt mịt, bởi vì đạo Phật chính kinh chúng ta không hiểu. Trong
trong chánh kinh đó, Đức Phật trả lời như thế này: tu tập thêm năm pháp, vượt qua năm trói buộc để có được danh xưng tỳ kheo được bậc lương. Diễn dịch theo ngôn ngữ chúng ta bây giờ thì cái câu trả lời của Đức Phật như thế này: để xứng đáng với cái danh hiệu là một người vượt bậc lưu đó, thì đương sự phải cắt bỏ, phải trừ, phải đoạn trừ năm pháp, phải từ bỏ năm pháp, phải tu tập năm pháp và phải vượt qua năm thứ trói buộc. Thì làm được chuyện đó việc thì mới xứng đáng được gọi là vị đã vượt bậc lưu. Có người phản ảnh với tôi là trong lúc trước giảng tôi nói quá nhanh đi, tôi nói quá nhanh, cho nên alo các vị hết nghe rồi phải không? Cảm ơn. Cái bên này nó độc đáo một chỗ đó là nó giống như là thực tế ngoài đời vậy đó. Chánh pháp vẫn còn đó thôi, nhưng có người còn được nghe chánh pháp vì họ có những điều kiện đặc biệt. Và chánh pháp vẫn còn đó thôi mà có người vẫn không nghe được chánh pháp bởi vì họ đang ở trong một hoàn cảnh đặc biệt. Nó y như vậy đó. Tam tạng còn đó mà có người họ không hề biết đó. Tôi vẫn còn nói mà có người không nghe. Đúng độc đáo. Cho nên bây giờ mình đi vào số giải nhé, mình xem số giải nói cái gì. Ở đây Đức Phật dạy dạy rằng muốn được gọi là một vị vượt bậc lưu, nói cho nên nôm na một chút á, thì để xứng danh là vị là thánh, mặt tử mạnh tử họ cũng thể gọi là thánh, thậm chí làm thơ hay như Lý Bạch đó họ cũng gọi là thánh. Mà nhất là mấy cái dân chát ở trên mạng bây giờ ở Việt Nam, mấy cái gì mà anh nào mà ảnh có vẻ xuất sắc nổi trội về mặt mặt nào đó thì người ta vẫn gọi anh là thánh, không cần tôi phải như vậy để chứng minh nha. Nhưng mà riêng trong đạo Phật mình là Phật kinh trong Phật giáo Nam Tông, trong Phật giáo truyền thống thì chữ thánh rất là khó xài, không phải trường hợp nào mình cũng xài chữ thánh được đâu. Thánh ở đây có nghĩa là một cái người tối thiểu phải có cái khả năng làm mất đi được, làm mất đi được cái phàm tánh của mình, chẳng hạn như vị sơ quả Tu Đà Hoàn, vị này là không còn cái khả năng luân hồi nhiều hơn 7 kiếp nữa. Các vị thử tưởng tượng như cái dòng luân hồi nó thâm thẳm, tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung, xét về trước thì không biết là bắt đầu từ hồi nào, mà nhìn về sau thì không biết nên nó sẽ kết thúc ở điểm nào. Đức Phật từng dạy rằng nếu mà lấy tất cả cây cối trên hành tinh này mà chẻ nhỏ thành từng chiếc que, rồi mới là tôi thì người nói rằng này các tỳ kheo, cái số cây trên hành tinh này có thể hết đi, nhưng mà cái số cha, cái những lần mà ai đó làm cha làm mẹ mình kể cũng hết. Và ngài từng dạy rằng nước trong dục luân hồi nó nhiều hơn nước trong bốn biển hôm nay. Cái số nước mắt mà mình đã chảy ra vì sinh ly tử biệt, vì đau đớn, vì nhiều hơn là nước trong bốn biển hôm nay. Cái mồ hôi mà mình đổ ra trong dòng luân hồi nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Máu mà mình đổ ra vì các thứ tai nạn, nó gọi là bệnh hoạn, nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Máu nè, lệ, nó nhiều hơn là nước trong bốn biển. Có nghĩa là cái dòng luân hồi của mình nó dài lắm. Và ngài cũng từng xác định rằng không có một cảnh giới nào mà mình từ ra năm cõi tịnh cư dành cho vị A Na Hàm mà thôi. Thì để khỏi phải là mất thời giờ quý vị, tôi đi vào chánh kinh. Ở đây Đức Phật dạy để được gọi là từ bỏ cần phải cắt đứt năm pháp, cần phải cắt đứt, đó là năm hạ phần kiết sử. Năm hạ phần kiết sử, các vị có thấy không? Ô răng có nghĩa là bên dưới, ô răng là bên dưới, hoặc là có nghĩa là hạ liệt. Mà ở đây khiến nào khiến những phiền não thô thiện. Trước hết là Đức Phật trả lời rằng là muốn được gọi là cái người vượt bậc lưu hay là muốn được gọi là bậc hiền thánh thì có năm pháp cần phải vượt qua, hay xin lỗi, năm pháp cần phải cắt đứt, đó là năm cái hạ phần kiết sử. Các vị ở trong rung tôi không biết vị nào mà đánh máy nhanh, đánh dùng cái máy này tôi đang mượn của người ta, rồi cái máy châu Âu mà cái bàn phím ấy,
cái trật tự chữ ở trên bàn phím nó kỳ cục lắm, nó không có giống như cái trật tự ở bên 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 bên, bên kia tôi xài nha. Nó rất là kỳ cục, cho nên tôi đánh rất là chậm ha. Vậy năm cái hạ phần kiết sử á, hạ là dưới, hạ phần là phần là cái phần thấp. Thì năm hạ phần kiết sử ở đây gồm có thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân. Rồi lớp chết chắc chết hết rồi, lớp này nó lạ chứ, lớp này có một cái điểm rất là hay. Ngày trước tôi cũng giảng trên Bồ Thoát á, thì người ta chấp rất là nhiều, cái đó cũng là một cái chuyện rất là không nên, rất là bất thiện. Còn có cái lớp này á, họ an tịnh đến cái mức mà những cái cần thiết họ cũng không có động ngón tay nè. Đúng rồi, thân kiến, hoài nghi, với công thủ, dục ái và sân. Nếu quý vị là những người từng học qua A Tỳ Đàm thì tôi không cần giải thích, nhưng mà ở đây trong cái bối cảnh một bài giảng cho đại chúng mà tôi không biết rõ là ai đang nghe và sẽ nghe tôi, cho nên tôi buộc phải giải thích nha. Thân kiến là cái nhận thức sai lầm rằng là đây là thân của tôi, đây là tâm của tôi. Nói chuyên môn một chút, tôi có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Năm đó, năm cái quẩn đó là tôi, và tôi chính là tôi có năm, và tôi có cái danh sắc đó. Danh sắc đó của tôi là tôi, và tôi có danh sắc đó. Mắt, mũi, tai này là của tôi, và tôi chính là mắt mũi đó. Đại khái mình gắn liền cái khái niệm tôi và của tôi. Khái niệm tôi và của tôi ở trong chữ Pali gọi là Ahang. Thì ghét chưa? Ahankara. Không được Ahankara. Ngã sở, ngã không được, ngã và ngã sở. Có lần Đức Phật đến thăm bệnh, có lần Đức Phật đến thăm bệnh một vị tỳ kheo. Ngài hỏi là chứ con người có phải đang đau đớn lắm không? Thì vị đó nói bạch thích, đau đớn đến mức mà con nghĩ bây giờ chết tốt hơn là tiếp tục sống để mà chịu đựng cái nỗi đau ghê gớm này. Thì Đức Phật này dạy rằng trước mắt ngươi đừng nghĩ rằng cái mà ngươi vẫn nhiều đời nhiều kiếp nghĩ rằng đây là tôi, đây là của tôi, đây là một thứ ngộ nhận. Phải nói đây là một, đối với tôi đây là một một cái cách mà cầu an tuyệt vời bậc nhất dành cho người đang bệnh. Ngài từng dạy rằng hãy tâm niệm nó có bị ung thư, bị sơ do, bị ruột thừa, bị cái gì đi nữa thì cũng đừng để cho cái tâm mình bị bệnh, có nghĩa là đừng để cho cái tâm mình nó bị cuốn vào trong đó, cái nào ra cái đó. Cái thành kiến nó quan trọng lắm. Chúng ta có thể nói rằng thân kiến chính là gốc của sanh tử. Một cái vị tu đạo hoàn khi không còn thân kiến nữa đó, thì cái khả năng sanh tử vị này đó bị cắt đứt. Chỉ còn cái tế sanh nhiều lắm là trong vài kiếp nữa bằng cái trốn, phải nói là bằng cái trốn. Một chiếc xe đang chạy nhanh mà khi nó thắng thì cái bánh xe nó phải quay thêm vài vòng nữa, chỉ vậy thôi. Chỉ còn 5-7 kiếp nó không có đáng gì hết. Ngài từng dạy cái nỗi khổ, niềm đau mà cái vị tu đồ quần phải chịu trong thời gian còn lại trước khi viên tịch ấy, nó ít giống như là vài ba hòn. Và những gì mà vị đó đã bỏ lại được, đã cắt đứt được, đã chấm dứt được đó, thì nó nhiều như là cái dãy núi Himalap Sơn. Mà các vị biết Himalap Sơn dãy núi nó dài lắm, nó kéo từ Ấn Độ mà nó qua tới Tây Tạng rồi, nó kéo qua tới Tây Tạng mấy ngàn cây số.
Thì dĩ nhiên đây là một cái ví dụ mang cái tính ước lệ thôi, nó tương đối thôi. Nhưng mà mình phải hiểu rằng đó là một cái chênh lệch rất là lớn, một cái tỷ lệ rất là lớn. Một cái... Thì ở đây cái thông kiến đó là như vậy đó, đó là cái sự chấp thủ rằng đây là tôi, đây là của tôi. Còn hoài nghi ấy, nó là con đẻ của thành kiến. Thì dĩ nhiên chúng ta không dứt khoát được cái điều gì hết. Bây giờ mình còn khỏe, mình còn trẻ ha, thì mình theo đạo Hồi, theo đạo Phật, theo đạo Chúa, mình trọn vẹn niềm tin ha. Khi mà mình chưa có cái chuyện gì hết, không có phải bệnh nặng, không có phải bị sanh ly tử biệt, không có phải bị mất mát, bị tổn thất gì hết, mình đang khỏe, đang trẻ, đang giàu có, đang ngon lành, đang có quyền lực, thì mình hết lòng mình tin Chúa, hết lòng tin Phật, hết lòng tin vào lý tưởng chính trị này, lãnh tụ chính trị kia. Nhưng mà một khi mà mình đã bị bệnh nặng, hoặc là mình đối diện với một cái nỗi đau, một cái nỗi khổ nào mà nó quá lớn rồi đó, thì đâm ra mình bàng hoàng, mình hoang mang. Từ cái bàng hoàng nó dẫn qua cái hoang mang chỉ có một giây thôi. Một giây thôi. Mình không biết mình là ai, ở đâu mình tới, và mình vẻ hạnh phúc, thì mình rất là dễ dàng cũng thứ niềm tin thơ ngay. Nhưng khi đối diện với một nỗi khổ niềm đau lớn quá đó, thì lúc đó mình mới nhận ra một điều rằng là mình biết về mình quá ít, quá ít. Chẳng hạn như giáo sư Ray Davis, ai có biết chữ đó không? Cái này sao tôi cái máy này tôi ghét quá đi. Đây là một cái vị, đây là một vị giáo sư, một học giả nghiên cứu về Phật học Pali, mà cũng là một con chim đầu đàn của họ Pali Tech Society. Cái vị này khi mà còn khỏe mạnh á ha, thì coi như là vị này là dành hết thời gian, công sức, tiền bạc để nghiên cứu Phật pháp. Đông một cái nghe ha, đứa con trai yêu quý của vị này qua đời, vị này bất mãn, vị này nghĩ rằng mình đã dốc lòng với Phật pháp như vậy mà tại sao mình bị một cái đại họa lớn như vậy. Và vị đó chuyển qua cũng thông thiên học. Để, thông thiên học, thông thiên học là một để mà mình gieo duyên lành rồi chờ gặp Đức Phật ra đời, giống cũng hơi tưởng tượng như là cao đài hòa hảo Việt Nam mà kêu mình chờ cái hội Long Hoa gì vậy đó, chờ thánh vương ra đời vậy đó, đại khái như vậy. Thì cái thông tin học đó là đại khái nó như vậy. Thì cái hoài nghi ở đây có nghĩa là khi mà mình chưa dứt được thông kiến ấy, thì mình không có rõ mình là ai, ở đâu mình tới, và những nỗi khổ niềm đau ở đâu mà nó ra. Đó là một thứ phiền não, đó là một thứ phiền não. Tôi nhớ có một câu chuyện rất là rùi bu thế này, tôi kể hoài các vị còn nghe không, các vị còn nghe không? Chán đời thiệt kìa. Dạ đời của một cái anh thanh niên chở anh vào bệnh viện, nghe kỹ nè. Ngày kia có một cái gia đình nó chở một cái anh thanh niên vào bệnh viện. Cái thằng con trai của tôi nó mắc cái chứng gì mà thời gian gần đây nó cứ ăn là nó cứ chung vô cái tủ áo nó trốn riết à. Thì bác sĩ mà kêu nó ra không có được, mà lôi nó ra rồi nó mặt mày nó tái mét, nó sợ hãi, mà cặp mắt nó láo liên giáo giác, nó nhìn bốn phía. Xong rồi nó chung tủ áo trốn tiếp, mà tôi không biết là tại sao. Hỏi nó thì nó cứ chỉ cái đám gà thôi, chỉ cái bầy gà đó. Nó nói nó sợ gà ăn đó. Thì bác sĩ mới hỏi tạo điều kiện bối cảnh để cho anh về được ít lâu thì người nhà lại chở anh lên lần nữa. Thì bác sĩ hỏi làm sao, bệnh hết rồi mà mắc cái chứng gì phải trở lại đây, nói cho tôi nghe chị. Bây giờ nhưng với tôi thì nó là một câu chuyện rất là minh triết, và nó là một hình ảnh minh họa rất là tuyệt vời cho cái gọi là phàm phu của chúng ta. Chúng ta trước khi biết Phật pháp, chúng ta nghĩ rằng đây là tôi, đây là của tôi. Rồi khi mà ai đó nói gì đó, làm gì đó mà chúng ta thấy rằng họ xúc phạm mình, họ làm tổn, đây là phàm phu nghĩ thế. Nhưng mà có chi, đến thân còn chẳng có gì, nói là sự nghiệp, huống gì sự nghiệp, còn chi của mình. Đó là tinh thần của Phật pháp.
cái thân này cũng không phải là của mình, thì nói gì là vợ mình, con mình, tài sản, danh vọng, chức vụ, quyền lực của mình. Đó, mình có học đàng hoàng lắm, nhưng mà khổ thay, mình chưa có cắt bỏ năm cái hạ phần kiết sử, có nghĩa là thân kiến vẫn còn nguyên đó, hoài nghi vẫn còn nguyên đó. Cho nên có nghĩa là cái biết của ảnh á, anh nói bác sĩ là anh biết, anh biết có vấn đề, anh cái trọng lượng anh bao nhiêu, anh nặng bao nhiêu ký, và cái trọng lượng trung bình của một hạt thóc mà mình thường thấy đó là bao nhiêu, cái trọng lượng trung bình của một con gà mà mình thường thấy nó là bao nhiêu. Chỉ cần biết rõ là cái trọng lượng của ảnh, cái sức vóc của ảnh là bao nhiêu, cái trọng lượng, cái kích thước của một cái hạt thóc là bao nhiêu. Cho nên là ở đây đó, học đạo nó chưa tới, thì một cái chuyện rất là đáng buồn, có nhiều Phật tử học được ba mấy về diệu pháp, dự một hai khóa thiền cảm thấy là mình cao siêu, và từ đó họ kiêu ngạo. Trong số những người tôi quen đó, có một vài nhân vật, dĩ nhiên tôi không có nói ra ở đây làm chi, họ bị một cái tâm bệnh mà tôi nói chỉ có trời cứu thôi. Họ đam mê Phật pháp, họ nghiên cứu kinh tạng, không từng biết qua về diệu pháp, tức là không biết gì về A Di Đà đó, mà chỉ có bỏ thời gian để nghiên cứu kinh tạng thôi. Bây giờ đó là họ nhìn quanh, họ thấy cái số người nghiên cứu kinh tạng như họ nó không có ai hết, như vậy họ là đặc tôn rồi. Mà mai là họ nghiên cứu kinh tạng bằng cái kiến thức tiếng Việt của họ, họ không có biết A Di Đà, làm sao mà hiểu kinh tạng nói cái gì. Mai đó, mai là họ chỉ hiểu kinh tạng bằng cái kiến thức tiếng Việt thôi, bằng kiến thức Hán Việt thôi. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Rồi. Cảm ơn. Thì đôi khi trong đời sống nó cũng có những cái mà nó trục trặc như vậy đó. Nó cũng có những cái nó trục trặc như vậy đó. Các vị có biết không, tôi đang nhé, ở trong bên tay phải của tôi, trong cái list của mấy người nghe này, có một người quen, chỉ vì cái tên của là thầy gọi, muốn được gọi là một bậc thánh á, thì trước hết mình phải chấm dứt được năm cái hạ, mình phải cắt đứt được năm cái hạ phần kiết sử nha, năm cái hạ phần kiết sử là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Chưa kể còn hai cái nữa, đó là dục ái vậy, dục ái và sân. Các vị còn nghe được không? Các vị nghe được không? Trước khi tôi bị rớt mic, tôi đã nói đến đâu? Để lúc tôi nhắm mắt á, chết rồi, trả lời như vậy là chết rồi.
Rồi, cảm ơn. Vậy là không có nhiều lắm. À, xin hỏi trong trong đây có bà con nào nghe được 100% không? Hay là 70%? Bởi vì nếu mà các vị nghe mà cái chất lượng âm thanh nó tệ quá, chất lượng mà nó tệ là của tôi đã đành rồi, mà còn có cái bậy thê thảm hơn, nghĩa là khi mình biết đạo rồi thì mình vẫn tiếp tục chấp, mà chấp theo cái kiểu khác. Ngày xưa mình chấp đây là danh của tôi, đây là lợi của tôi, đây là vợ con chồng con của tôi, đây là nhà cửa của tôi. Còn bây giờ biết đạo rồi, mình chấp thủ đây là kiến thức của tôi, đây là cái đạo hạnh của tôi, đây là trí tuệ của tôi, đây là thiền quán thiền chỉ của tôi. Các vị có nghe kịp không? Các vị cứ sao mà kỳ vậy? Hay là hôm nay ngày Chủ nhật, hôm nay là ngày Chủ nhật thì người ta ở nhà thì người ta dùng nhiều. Ok, tôi vẫn nói đúng giờ là tôi nghỉ nha, đúng giờ là tôi mình vẫn sợ mấy con gà nó không có biết. Đấy, cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Cái câu chuyện này câu chuyện là tôi rất là thích, tôi rất là thích. Còn cái nhân vật mà vô thường chính này nè, mà không nghe hiểu hết ý đó thì làm ơn nha. Làm ơn nếu mà mình có cái ý tò mò muốn nghe đó, thì sau buổi giảng rồi các vị vào nghe lại ở trong cái địa chỉ Việt Theravada của Facebook nha, Việt Theravada của Facebook thì sẽ nghe lại được. Cái lối đó thôi nha các vị, cứ ai khi nào mình thấy lâu quá mà tôi cầm không được á thì các vị cầm giùm. Ngày trước á, mấy cái room trước mà nó tôi giảng của thoát cũng vậy, khi mà tôi bị mất á, tôi bị rớt mic á thì người ta cũng chữa bằng cách đó. Cái room này có một điểm rất là đáng yêu đó là quý vị không có chat nhiều, và các vị không biết là đang ngủ, tôi giảng sớm quá các vị ngủ rồi sao, nhưng mà được cái là không có chat nhiều và cũng không có ai có vẻ là sẵn sàng cầm cái mic để mà lên tiếng ho hen giùm có. Rồi cứ nằm im re bất động giống như là trời chết chị cũng có được chết chị đó, nhưng mà vậy là cũng tốt lắm rồi. Cảm ơn quý vị. Thì bây giờ để không phải là mất bài thời giờ bà con, mà đặc biệt là thời giờ của tôi cũng quý thời giờ của tôi lắm. Thì đừng gọi là thánh nhân ấy, thì trước hết phải cắt bỏ năm cái hạ phần kiết sử là thân kiến, cái nhận thức sai lầm rằng cho rằng đây là tôi, đây là của tôi. Còn hoài nghi đó là cái sự hoang mang nghi hoặc không biết tôi là ai, ở đâu tôi tới, tôi sẽ đi về đâu, và bây giờ tôi nên làm cái gì. Và hễ mình có cái nghi hoặc ở mình thì mình cũng sẽ nghi hoặc ở người khác, là mình biết người đó là ai, ở đâu tới, sẽ đi về đâu. Nói chung là mình nghi hoặc từ chỗ nghi hoặc mình, nên mình đâm ra mình nghi hoặc cả cuộc đời này. Mà cái nghi hoặc đó nó quan trọng lắm. Nếu mà bây giờ mình biết rõ rằng tất cả chỉ là chừng đó những thành tố do duyên mà có, do duyên mà mất, và mọi thứ đang chờ vô thường, đang chờ bị biến hoại đó, nếu mà hiểu đơn giản như vậy đó, hiểu đúng như vậy đó thì nó ổn rồi. Sở dĩ mình còn có một cái lấn cấn, có một cái lợn cợn, có một cái gút mắt nào đó đối với cuộc đời, đối với những người mình thương và đối với những người mình ghét, đối với những người mình tôn trọng và đối với những người mình coi thường, thì rõ ràng là chúng ta còn khối vấn đề, còn nhiều vấn đề lắm. Còn nếu mà chúng ta nhìn cái nhìn của một bậc thánh á, thì đơn giản lắm, nó chỉ là nó thôi, không thêm bớt, không vẽ vời, không tô điểm, không suy diễn, không suy luận, đơn giản như vậy thôi.
rồi thì thân kiến hoài nghi, rồi cái giới cấm thủ, là khi mà mình không biết rõ mình là ai, mình là cái gì, ở đâu mình tới và sẽ đi về đâu, khi mình không biết ở đó thì nó sẽ dẫn đến một cái hệ lụy thứ ba, đó là những khi mình khổ quá, những khi mình thấy cô đơn như quạnh quá thì mình rất dễ dàng tìm đến một cái chỗ nương tinh thần nào đó mà nó nằm ngoài cái tinh thần của Bát Chánh Đạo. Thỉnh thoảng làm ơn cũng cho tôi biết rằng là các vị đang nghe rõ nha, thỉnh thoảng cho tôi biết. Thì là khi mà mình cái thân kiến hoài nghi với cấm thủ của mình ấy, mà cái thân kiến hoài nghi mà nó còn đó thì tự nhiên nó dẫn đến, tôi đang vừa nói, nó sẽ dẫn đến hệ lụy thứ ba, đó là mình tìm đến một cái chỗ dựa tinh thần sai lạc. Sai lạc ở đây là nó nằm ngoài cái tinh thần đạo đế, nó nằm ngoài cái tinh thần Bát Chánh Đạo, và Đức Phật gọi cái sự tìm nương, tìm nương mà bất cẩn đó đó, ngày gọi là giới cấm thủ. Chẳng hạn như mình chấp hành, mình chấp trì, mình tuân thủ những cái giáo điều, những cái tín điều mà lạ lùng, ví dụ như mình thờ ông Tư Bà Tám, rồi theo cái đạo nước nóng nước lạnh, rồi đạo khoai đạo chuối gì đó, rồi tin tưởng mẹ sanh mẹ độ gì tùm lum tà la đó, hoặc là khổ hạnh như bên Ấn Độ, họ không mặc áo quần gì hết, rồi họ lấy phân bò họ bôi, họ trét lên người, rồi cả ngày treo chân chổng đầu, vân vân và vân vân, với cái ý mong là mình trở nên được thanh tịnh hơn, rồi mong là mai mốt mình sẽ được về trời, về một cái cảnh giới thiên đàng nào đó. Hoặc là như bên Hồi giáo là họ tin gì cái vui lắm, ví dụ như họ tin là nếu mà mình chết vì đạo đó, chẳng hạn như bây giờ mình ôm bom tự sát hay là mình tấn công một chiếc máy bay này đó mà mình bị chết chẳng hạn, thì mình sẽ được về trời đó. Đàn ông về đó rồi đó, là mỗi người đàn ông sẽ được 47 cô tiên đẹp tuyệt vời, mà chắc trên đó thì không có trùm mặt nữa, bây giờ nếu mà trùm này là còn gì đẹp nữa, tôi nghĩ chắc là nó đã hết trùm rồi. Thì mỗi một người như vậy được 47 cô tiên, và chung quanh mình đó là lúc nào đó là cũng có những dòng sông đầy rượu, đầy rượu. Thì các vị thử tưởng tượng đi, một cái thiên đường mà chỉ toàn là gái đẹp với rượu thì coi như là mấy ông mà ôm bom tự sát làm sao mà không khoái. Mặc dù á, lúc còn sống với cõi người thì đạo Hồi cấm tín đồ uống rượu, cấm tín đồ gọi là sa đọa trác tán bê tha, nhưng mà họ lại có một cái hứa hẹn về một cái phần thưởng mà như vậy đó, gái và rượu thôi. Rồi cứ tin như vậy, rồi mỗi ngày 5 lần hướng về cái thánh địa Mecca để mà cầu nguyện. Các vị có biết chuyện đó không? Người Hồi giáo hỏi đâu cũng vậy, hỏi trên đất liền, mình không có nói, hỏi trên ở trên tàu á, hỏi trên tàu họ cũng làm chuyện đó. Tức là mỗi ngày 5 lần hướng về Mecca để họ cầu nguyện. Và mỗi một năm họ có một tháng Ramadan để họ nhịn ăn. Họ nhịn ăn gọi là nguyên một ngày, họ chỉ ăn trở lại sau giờ, sau khi mà mặt trời lặn mà thôi. Và suốt một tháng như vậy gọi là cái tháng chay Ramadan, thì cái hình thức đó được gọi là giới cấm thủ nha. Tức là một hình thức tín ngưỡng nào đó, một cái giáo điều tín điều nào đó mà cái nội dung, cái tinh thần, cái lý tưởng, ý nghĩa của nó nằm ngoài Bát Chánh Đạo thì được gọi là giới cấm thủ nha. Vừa thân kiến hoài nghi với cấm thủ, rồi cái thứ tư là dục ái. Dục ái là gì? Dục ái tức nghĩa là cái niềm đam mê, đam mê chấp thủ trong năm cảnh cảnh dục, là gồm có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc. Cảnh sắc là những gì mình thấy, cảnh thinh là những gì mình nghe, cảnh khí là những gì mình ngửi bằng mũi, cảnh vị là những gì mình có thể nếm bằng lưỡi, và cảnh xúc là những gì mà mình có thể biết được bằng xúc giác, sợ chạm. Thì các vị biết rồi, một vị phạm thiên sắc giới đó, họ không còn thích năm cái cảnh này nữa. Mặc dù phạm thiên sắc giới đó thì họ cũng có cặp mắt để họ nhìn, họ có tai để họ nghe, nhưng mà cặp mắt của họ chỉ để nhìn những cái gì họ thấy cần thiết, chứ không phải là một cái phương tiện để hưởng thụ như mình. Còn mình, cái cặp mắt mình nó có hai ý nghĩa. Một, nó là cái điều kiện sinh tồn, điều kiện sinh học cần thiết để mình sinh tồn. Thứ hai nữa là cặp mắt của mình còn được coi như là một cái phương tiện để mình hưởng thụ đời sống. Có rất nhiều niềm vui của mình có được từ những cái mình thấy, nhưng mà ở trên cõi phạm thiên thì không. Cảm ơn tinh thần. Ở cõi phạm thiên thì không.
Đúng không? Nhưng thì họ chỉ có mắt để nhìn những cái cần thiết và có tai để nghe những cái cần thiết thôi. Còn riêng người ở cõi dục giới này đó thì coi như là suốt mùa thu luôn, hễ mà mở mắt ra thức dậy rồi thì tìm cái gì đó để mà nhìn, tìm cái gì đó để mà nghe. Tuy nhiên có một chuyện quan trọng phải nhớ là chỉ những ai đắc thiền á, về cõi sắc giới đó, thì trong thời gian họ còn sống trên đó thì họ không có thích năm cảnh dục, nhưng mà hết tuổi thọ rồi trở về cõi dục rồi thì vẫn là con đường xưa em đi, mọi thứ lặp lại như cũ nha. Đó là cái tội khổ luân hồi nó nằm ở chỗ đó đó, chứ đừng tưởng là lên phạm thiên là ngon đâu. Nó ngon là ngon một chút thôi. Các cõi phạm thiên, các cõi dục thiên nó giống y chang như là cái căn phòng máy lạnh mà ở xứ nhiệt đới vậy đó. Có nghĩa là giữa khi mà mọi người nóng bức chảy đổ mồ hôi thì mình ở trong phòng máy lạnh mình sung sướng, nhưng mà cái sung sướng của phòng máy lạnh đó nó rất là hạn chế về không gian và nó rất là hạn chế về thời gian. Có nghĩa là khi nào mà cúp điện hoặc là khi nào mình tắt thì nó không còn tiếp tục mát nữa, hoặc là nó giống như cái phòng mà có lò sưởi ở xứ lạnh vậy đó. Có nghĩa là nó chỉ ấm chỗ đó thôi, mà ra khỏi đó rồi thì nó tiếp tục nó lạnh trở lại. Thì các cõi trời dù là dục thiên hay là phạm thiên thì nó cũng chỉ là một cái trạm dừng chân rất là ngắn hạn. Chỉ ngắn đây có nghĩa là so với dòng luân hồi đó thì nhiều lắm là vài chục đại kiếp, còn các cõi dục thiên thì vài triệu năm, vài tỷ năm. Cõi tha hóa tự tại của Ma Vương đó thì chỉ có 9 tỷ rưỡi năm thôi. Thì các vị biết mà cái con số trăm năm, triệu năm hay là 9 tỷ năm gì đó, mình muốn nói nó dài cũng được mà muốn ngắn cũng được. Thí dụ như bây giờ mà người ta nhốt tù mình á thì phải nói là 10 năm nó dài dữ lắm. Nhưng mà nếu mà đó là 10 năm mà sống sung sướng như ý, có máy bay riêng, có du thuyền riêng, có 18 cái lâu đài biệt thự riêng, có tiền bạc đi shopping ở Roma, ở Venice, ở Paris, London, New York như ý ha. Còn phàm phu thì cái dục ái này đó lúc mạnh lúc yếu, lúc có lúc không, nhưng mà cái không này nè nó rất là tương đối. Có nghĩa là trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó như về phạm vi thì tạm thời nó vắng mặt, nhưng mà lúc trở về ở cõi dục thì mọi thứ nó trở lại như cũ nha. Chỉ có vị thánh tam quả Anaham đó thì nó vĩnh viễn từ bỏ được cái dục ái, mà chỉ có thể làm giảm nhẹ một chút thôi. Giảm nhẹ có nghĩa là thay vì đi tu đầu quần á còn có lúc thích cái này thích cái kia, hoặc cũng còn lúc bất mãn này bất mãn nọ ra mặt. Nhưng mà đối với vị tu đà hàm tức là nhị quả đó thì cái sự bực mình nó ít đi nhiều lắm, và cái sự thích thú trong cảnh dục đó, nó ít đi nhiều lắm. Vị tu đà hàm nó ít rồi, chỉ cái vị tu đà hàm nó ít hơn nữa. Tại sao tôi nói vị tu đà hàm là phiền não là dục ái còn ít, là tại vì người ta đã chấm dứt thân kiến rồi. Cái chuyện thích ở đây là nó chỉ là một vệt khói mờ, một chút gì đó, một cái vết nhơ còn lắm, còn dư, còn sót lại thôi. Có nghĩa là khi mình đói bụng quá ăn thì các vị vẫn thấy nó ngon, các vị vẫn thấy nó thích. Nghe một cái mùi thơm lạ thì các vị cũng thấy vui, đến mức đó thôi. Chứ còn không có phải mà đắm đuối đê mê vì nó, mà bán mạng vì nó, mà bất kể quân thần thiên hạ trời đất thì nguyên phạm phu thì không có. Nhưng mà hai cái phiền não tiếp theo là cái dục ái và sân đó, thì phải đợi đến Anaham mới chấm dứt được. Mà tôi chỉ hận một điều là sáng nay cái đường truyền lúc có lúc không, chứ còn có thì biết không. Tôi nếu mà có dịp mà nói về hai cái phiền não dục ái và sân này đó, tôi có thể nói suốt mấy giờ đồng hồ với tất cả niềm đam mê lạ lùng lắm. Bởi vì các vị có biết rằng cái vấn đề phải nói về hai cái phiền não này nó nhiều lắm, nó sâu lắm, nó rộng lắm. Tôi ví dụ nha, có bao giờ các vị chịu để ý xem cái dục ái và sân nó luôn luôn là một cặp, các vị cứ để ý là chỉ có ở cõi dục mới có dục ái, chỉ có ở cõi dục mới có sân. Là vì sao? Là bởi vì ở trong cảnh thiền, ở trong cảnh giới thiền, ví dụ như trong sắc và vô sắc, cái niềm vui mà do thiền định đem lại nó không có bất cắc, nó không có bất, nó không có phức tạp như là cái niềm vui
mà có được từ năm cảnh dục. Đó là lý do tại sao mà dục ái và sân nó đi một cặp. Hãy có dục ái thì dứt khoát có sân, mà hãy thấy sân nó lãng vãng ở đâu thì phải biết rằng dục ái nó đang phản phất ở đó, là như vậy đó. Ở cảnh dục á, có những cái mình nhìn mình thích, và có những cái mình nhìn mình nó làm cho mình bực mình. Có những cái âm thanh làm cho mình nghe mình thấy vui, và có những cái âm thanh làm cho mình khó chịu. Có những cái mùi, có những cái vị, cái chỗ này các vị phải nghe cho kỹ nha, cái chỗ này chỗ quan trọng. Ở cảnh dục á, hãy người cũng thích cảnh dục thì dứt khoát người đó phải sống, phải còn tâm sân, là bởi vì cảnh dục nó như vậy đó, lúc vầy lúc khác. Riêng cảnh thiền nó không phải như vậy. Tôi ví dụ như đắc sơ thiền, bây giờ là 6 giờ sáng ngày 15 tháng 3, ví dụ như vậy. Bây giờ 6 giờ sáng ngày 15 tháng 3 tôi đang nhập sơ thiền. Xong tôi nhập sơ thiền được 4 tiếng đồng hồ rồi tôi xả, rồi tôi trở lại đời sống bình thường. 2 ngày sau tôi nhập trở vô sơ thiền 4 tiếng đồng hồ, thì hãy mỗi lần mà tôi nhập vô sơ thiền cái cảm giác nó giống hệt nhau, và không bao giờ có cái sự nhàm chán thừa hoặc là cảm giác thừa múa ở trong lúc tôi nhập thiền, không có. Tức là cái niềm an lạc cho thiền nó đem lại cho tôi luôn luôn là vậy, lúc nào cũng giống nhau hết. Nhưng mà riêng cái hạnh phúc mà do 50 đem lại thì nó không phải như vậy. Cái món sầu riêng tôi rất là thích, nhưng mà tại vì 2 ngày nay tôi kỳ cục quá đi, cho nên tôi ăn sầu riêng không được. Đấy. Rồi tôi rất là thích ăn xôi sim, xôi mà người ta bỏ nước cốt dừa nên tôi rất là thích. Nhưng mà khi tôi đã ăn đúng 3 tô rồi, đến cái tô thứ tư là tôi nhìn nó là tôi ứa nước mắt rồi, tôi ăn được nữa. À, như vậy thì nó có nhiều cái lý do, nó có rất là nhiều cái điều kiện, rất là nhiều nguyên nhân, rất là nhiều cái bối cảnh đặc biệt nào đó mà nó khiến cho cái cảnh dục đó trước đây nó hấp dẫn với tôi ghê lắm, nhưng mà bây giờ thì nó không còn được như vậy nữa, và nó chỉ làm cho tôi bực mình thôi. Đấy. Và phải nói cảnh dục thì nó luôn luôn bất trắc là sao? Một cái đóa hoa nó đang đẹp như vậy, nó rất có thể cái lúc nó bị héo đi. Một cái bóng dáng mà ngày xưa đó mình từng mất ngủ vì lấy nó không được, hôm nay mình mất ngủ vì là vì mình bỏ nó không được. Đấy, cảnh dục nó có cái vấn đề nó chỗ đó. Nhưng mà cảnh thiền thì không, cảnh thiền không có. Cảnh thiền sắc giới, cảnh thiền vô sắc giới, muôn thở nó là như vậy. Thí dụ như mình nãy tôi nói rồi, cái cảm giác của hôm nay tôi nhập sơ thiền như thế nào, thì nếu mà tôi có nhập thêm 8 tiếng đồng hồ nữa, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày nữa, thì cho đến bao giờ mà tôi chưa xuất khỏi thiền định thì cảm giác trước sau như một. Hành giả nhập thiền không bao giờ có cảm giác thừa ngứa ngán ngẩm, trong khi đó cảnh dục thì không. Có những cái nhìn mình thích thiệt, nhưng mà nhìn hoài cũng chán, nghe hoài cũng nản, nghĩ hoài nó cũng chán, hoặc là ăn hoài cũng ngán. Mình mua được tấm nệm nằm êm thiệt á, đó là cảm xúc. Nhưng mà mình nằm hoài rồi nó cũng có lúc mình quên mất đi cái êm mịn mà nó đem lại cho mình, và lúc mình cảm thấy nằm nó làm cái đó rất là khó chịu, rất là bực mình, mình muốn bật dậy mình đi. Cái người nào mà hỏi một cái câu mà nó thông minh không có tưởng tượng được, mình đang cắm đầu mình giảng, họ đi hỏi một cái câu mà nó tệ hơn vợ thằng đậu tập năm nữa. Phàm phu mà có được cái gì đi nữa nó cũng dính mắc ở trong đó nha. Phàm phu mà nó có được cái gì nó cũng phải dính mắc ở trong đó. Mình đang cắm đầu mình giảng, tu đà quần bỏ được thân kiến hoài nghi với cảnh thủ nha, a na hàm thì bỏ được dục ái và sân. Người ta giảng như vậy rồi hả, mà cái đầu của mình nó toàn hủ là cái gì trong đó mình không biết, mà mình đi hỏi một cái câu động trời. Nhiều khi có thể các vị mới vào đó thì tôi nghĩ các vị không có nghe từ đầu thì tôi không có trách, nhưng mà tôi lại trách chuyện khác. Đó là mình không có dò xem nãy giờ ông nội nói cái gì nha, mà mình nổi hứng rồi đi mình hỏi như vậy nó mất thì giờ vô cùng. Ok, đó là lý do tại sao tôi giảng là nhắm mắt, bởi vì cái ok, tôi nói tiếp. Cái độc đáo của cái vấn đề mà tôi đang nói ở đây đó, đó là ở đâu có dục ái thì ở đó có sân, là bởi vì dục ái nó là một cái niềm đam mê rất là thô thiển, và cái cảnh giới đam mê đó vốn đầy bất trắc, cho nên hãy mình còn thích trong cái thô thiển thì mình phải đối diện với những cái bất trắc của nó. Tôi ví dụ như mình thấy mình xài cái gì mà dỏm quá, rẻ tiền quá, thì dĩ nhiên mình sẽ phải
phải bị bực mình liên tục với những cái trục trặc của nó. Vì biết cách đây có ngày thôi, ở trên núi đó, cái chỗ trú xứ của tôi đó, Phật tử họ muốn cắt cây mà họ hà tiện, họ không có dám mua cái cưa đắt tiền, họ mua cái cưa mà coi như là cái cưa 300 đồng, 300 euro đó, thì nó tốt biết là bao nhiêu. Đằng này họ mua cái cưa gì đâu có mấy chục bạc thôi. Cho nên trời đó cơ, cho nó cưa mà coi như lúc được lúc không, thì nó y hệt như cảnh dục của mình vậy đó. Nó vì nó là cảnh thô thiển cho nên nó lúc về lúc khác, chứ nếu nó là cảnh thiền á thì nó không có bị như vậy đâu. Ở đây cũng vậy, đây cũng vậy. Thì ở đâu mà mình còn có cái niềm đam mê thấp kém thô thiển thì cái niềm đam mê đó nó phải mình nó bắt mình phải trả một cái giá, đó là mình sẽ lúc mình bực mình vì những cái đam mê, những cái bất mãn đó. Và đối với vị Anaham á thì vị này không còn dục ái, cũng như là không còn thích trong năm cảnh dục nữa. Và từ cái chỗ không còn thích cảnh dục nữa cho nên cái hệ quả tất nhiên là vị này không còn sân tâm nữa. Dạ, không còn sân tâm nữa. Cho nên tôi nhấn mạnh là tôi tại sao tôi rất thích nói về cái dục ái và sân. Bởi vì cái hai cái này là nó gắn liền với nhau hết. Người nào mà trong đời sống còn nhiều cái đam mê vớ vẩn thì người đó còn nhiều cái bực mình vớ vẩn. Đây là cái câu thần chú mà các vị phải xăm lên trán của mình, vẽ dùng son vẽ lên trên cái tấm gương trong nhà tắm để mỗi ngày đọc hoài cái câu này. Ngày nào còn càng nhiều đam mê vớ vẩn thì ta sẽ còn nhiều cái sự bực mình vớ vẩn. Người nào sống càng ít đam mê thì càng ít bực mình. Đời sống càng đơn giản thì mình càng cái nội tâm càng bớt rắc rối. Kẻ nào mà càng đam mê nhiều thì cái sự bực mình nó cũng nhiều theo nha, nhiều theo. Cho nên đây là một cái chuyện rất rất là quan trọng phải nhớ. Và Đức Phật dạy rằng muốn được gọi là bậc vượt khỏi bậc lưu, muốn được gọi là một bậc hiền thánh thì chuyện đầu tiên là mình phải cắt bỏ được năm cái hạ phần kiết sử này. Ở đây ai đó làm ơn viết lại cho tôi định nghĩa nhẹ năm cái hạ phần kiết sử được không? Thân kiến là cái nhận thức sai lầm rằng đây là tôi, đây là của tôi. Hoài nghi là sự hoang mang, không biết tôi là cái gì, ở đâu tới, sẽ đi về đâu và tôi cần phải làm sao. Thân kiến nha. Hoài nghi là sự hoang mang, không biết tôi là cái gì, ở đâu tôi tới, tôi sẽ đi về đâu và tôi cần làm gì. Và khi mà tôi thắc mắc về tôi cũng có nghĩa là tôi thắc mắc về toàn bộ thế giới này với muôn người thiên hạ trong đó. Trong cái linh này phải nói các vị viết chậm ghê luôn. Nghiệp chứ, tội nghiệp. Viết lại giùm tôi đi. Cái máy của tôi đó, cái bàn phím nó không có tưởng tượng là nó tẹo dữ thần như vậy. Ok, đánh cái lúc đi nó lúc nó không đi nha. Các vị phải viết lại định nghĩa này giùm tôi. Thân kiến là nhận thức sai lầm. Đây là tôi, đây là của tôi. Phải thêm cái đó nữa. Đây là tôi, đây là của tôi. Chứ còn sai lầm là sao? Rồi cái hoài nghi là sự hoang mang, nghi hoặc, không biết. Tôi là cái gì? Tôi thật ra là gì? Ở đâu tôi tới? Và tôi sẽ đi về đâu? Bây giờ tôi phải làm chi? Tôi phải sống làm sao? Còn giới cấm thủ là sự nhẹ chấp trì, nhẹ tuân thủ những cái giới điều, tính điều nhẹ, nằm ngoài cái tinh thần bất chánh đạo. Hướng tới một cái cứu cánh nhẹ, giải thoát, không phải niết bàn. Tôi tiếc tôi mà cái máy của tôi nó nằm ở đây đó, tôi đánh nhanh cái các vị để gấp 30 lần. Đánh nhanh hơn các vị gấp 30 lần. Có nghĩa là khi mà các vị đang ngồi gõ từng chữ thì các vị nhìn lên nó đã hiện lên rồi. Giới cấm thủ là sự tuân thủ những giới điều, giới thêm những tính điều nữa, giới điều. Sửa chữ giới thành chữ giáo giùm tôi nha. Sự tuân thủ những giáo điều, xuyệt một cái, tính điều, biết xuyệt không, xuyệt là xẹt đó. Sự tuân thủ những giáo điều, xuyên một cái tính điều, nằm ngoài bắc chánh đạo, hướng tới cứu cánh, không phải niết bàn. Đúng, phải như vậy đó. Còn dục ái
là cái niềm đam mê trong năm cảnh dục. Năm cảnh dục, và ở đây tôi cũng xin nói rõ là có vị nhẹ, có vị định nghĩa thấy thương lắm, nói rằng dục ái là cái sự đam mê trong sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon. Xin hỏi bà con định nghĩa vậy có đúng không? Không, không có đúng được nha. Mình không có nên nói là niềm đam mê trong sắc đẹp không có được, bởi vì mình phải nói là đam mê trong cảnh sắc, cảnh thân được rồi, chứ còn để chữ đẹp vô có nhiều người họ sốc. Thí dụ như con chó nó thích những cái kỳ cục lắm, được con mèo nó thích những cái kỳ cục lắm, mà những trường hợp đó mình dĩ nhiên mình có thể nói dựa mà nói đối với con chó, đối với con mèo cái đó là đẹp, đối với con chó con mèo cái đó là ngon, thì cái đó là cách dựa. Nhưng mà tốt nhất là đừng cứ gắn cái chữ đẹp ở đây, bởi vì khi gắn một chữ vào trong đó nó sẽ dẫn đến một cái vấn đề nữa anh nha. Cho nên mình hạn chế vấn đề nảy sinh, cho nên mình chỉ biết tắt, mình chỉ nói tắt thôi, là niềm đam mê trong những gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng là được rồi nha. Là niềm đam mê trong năm cảnh dục này. Đó là dục ái. Còn sân là gì? Sân là cái sự bất mãn. Đây là sự bất mãn. Sự bất mãn dầu cho những cái đối tượng, cái đề tài mà mình nghĩ đến làm cho mình bực mình, nó có thể cái chỗ này cũng ghi rõ nha. Sự bất mãn trong một cái sự việc nào đó, có thể trong có sự bất mãn trong hành vi đắc thế này. Sân là sự bất mãn trong hoặc ngoài cảnh dục. Có thêm cái này nữa, sân là sự bất mãn trong hoặc là ngoài cảnh dục. Thí dụ như bây giờ mình hành thiền mà mình có thể thấy bị phóng tâm hoài, tại sao mình chưa tập trung không được, mình bực mình. Hoặc là mình buồn là tại sao mà mình ngu quá, mình học hoài mình không hiểu. Thì lúc bây giờ đó cũng là sân, mà cái sân đó nó không thuộc về cảnh dục, nó thuộc về cảnh pháp. Nhớ nha. Nhớ, phải nhớ cái đó. Còn như mình có những người đi Ấn Độ, tới Kushinara, họ nhìn thấy cái bức tượng Đức Phật nằm, họ biết rằng đây chính là nơi mà Đức Phật đã viên tịch, và đây là lần chỗ, là chỗ cuối cùng mà Ngài có mặt trên cái hành tinh này. Có những người họ chịu nổi, họ khóc. Tôi có nghe những vị đi Ấn Độ về kể lại đó, là không có ngày nào mà trong cái ngôi đền Kushinara mà không có người khóc. Họ có trong cái bối cảnh đó, trong cái không khí đó, người ta có cảm giác là Đức Phật vừa mới ra đi mà thôi. Và trong bối cảnh đó, trong không khí đó, người ta thấy rằng họ rất là gần với Đức Phật. Một cái bậc đại giác, cái gì cũng biết, ai người cũng thương, đức lành nào người cũng có. Ấy vậy mà người đó lại lìa bỏ mình mà đi ngay từ chỗ này, nghĩ tới chỗ đó thôi, người ta không cầm được nước mắt, thưa quý vị. Lại không gặp được nước mắt. Thì trong trường hợp đó đó, trong trường hợp đó đó được gọi là cũng sân, mà sân ngoài cảnh dục. Còn sân trong cảnh dục có nghĩa là mình thấy cái mà mình không thích, mình nghe cái mà mình không thích, mình ngửi mùi cái mùi mình không thích, mình nếm phải cái vị mà mình không thích, cái thân mình nó xúc chạm vào cái gì đó mà mình không thích nha. Thì trong trường hợp đó được gọi là sân. Như vậy thì năm cái hạ phần kiết sử là năm cái pháp cần phải cắt bỏ bằng gì? Bằng cái trí tam quả. Hãy thêm cái đó nữa, năm hạ phần kiết sử là năm cái vấn đề cần phải cắt bỏ bằng. Bây giờ ghi rõ thế này, trong năm hạ phần kiết sử đó, thì ba cái đầu đó là phải được cắt bỏ bằng trí tuệ sơ đạo của vị tu đầu quần. Hai cái tiếp theo, hai cái kiết sử tiếp theo thì phải được, không phải phải mà là chỉ được cắt bỏ bằng cái trí tuệ tam quả. Đúng rồi đó. Bây giờ ghi luôn dùm tôi một câu nữa, năm hạ phần kiết sử là năm vấn đề cần được cắt bỏ. Rồi ghi thêm câu thứ hai, ba cái kiết sử đầu á là chỉ được cắt bỏ bằng trí tu đầu quần, hai kiết sử tiếp theo thì chỉ được cắt bỏ bằng cái trí tuệ tam quả a na hàm. Cái việc cứ biết cái bằng phím của tôi đó, tôi đánh đó. Đánh ba chữ, nó lấy hai chữ thôi, chứ không là gặp cái máy của tôi là tôi làm cái đẹp rồi. Nó xui. nhanh dùm chứ còn mà cái việc như vậy các vị cứ lo viết tôi nói tiếp nha. Bây giờ có năm pháp cần phải cắt bỏ, đó là năm cái hạ phần kiết sử. Rồi có năm pháp cần phải từ bỏ,
Thì cái chữ cắt bỏ ở đây đó các vị mở một đơn, các vị đặt cho tôi cái chữ gọi là chinh, chinh là tí, thế chưa? Đánh đánh nó mất, đánh nó bị nuốt chữ lạ lắm, cái má này nó đau lắm rồi. Ok, cắt bỏ là các vị mở ngoặc đơn, các vị để chữ chinh là tí. Thế. Rồi có năm pháp cần phải từ bỏ đó, thì cái chữ từ bỏ ở đây đó nó là cái chữ chả hà tí, chả hề tí, nụ chế hề tí nha. Thấy ghi chữ này vô, thấy ghi chữ này vô à. Đúng rồi, cảm ơn rất là nhiều, thấy chưa? Đúng, thì năm pháp cần phải cắt bỏ đó chính là năm cái hạ phần kiết sử mà hồi nãy đó. Hạ phần kiết sử Pali là gì? Pali là ô râm, ô râm ở dưới nha, ô râm pha ghi giá sang chô trên nét đó là năm hạ phần kiết sử, đó là cái cần phải cắt bỏ. Còn cái từ bỏ là gì? Năm pháp cần phải từ bỏ ở đây đó là út thanh và ghi giá út thanh pha ghi giác. Sân vô chánh á, đó là thượng phần kiết sử. Thượng phần tức là phần còn trên á, thượng phần kiết sử. Út thanh là ở trên, là ở trên nha. Thì nó gồm có 5 cái, đó là dục, đó là sắc ái vô sắc ái, sắc ái vô sắc ái. Cái bài kinh này sáng nay đó là các vị bắt buộc phải nhớ ngã mạn, phóng dật và vô minh. Thêm tôi ba cái nữa: ngã mạn, phóng dật và vô minh. Chỉ cần học 10 bài kinh đầu tiên thôi là mình đã có được căn bản giáo lý. Nếu mà học kỹ, học bằng cái chú giải đó, là chỉ 5 bài kinh ở xin lỗi 10 bài kinh đầu tiên thôi là mà học cho kỹ đó ha, là mình đã có được cái căn bản giáo lý. Đây là lý do tại sao mà chúng ta phải có lớp học này. Tôi ấp ức rất là nhiều năm, tôi cứ chờ nữa, tại sao mà rung mở tùm lum hết à, mà sao không thấy ai nhắc nhở vụ này hết. Tôi kêu Phật tử phải được học cái này, phải được học cái này. À, mà không được học à. Mà tại sao tôi đang giảng về 10 kiết sử mà tôi lại nói đó là căn bản yếu lý? Làm ơn lắng tai nghe kỹ, nãy giờ tôi đã giảng 5 cái hạ phần kiết sử là 5 cái mà cần phải cắt bỏ để trở thành thánh nhân. Mà thánh ở đây là gì? Thánh ở đây là sơ quả và tam quả nha. Mà hãy sẽ không nhắc đến nhị quả là vì sao? Là vì cái kẻ nào mà đắc được tam quả hoặc là tam đạo thì làm sao mà lại sót được cái nhị đạo được, thưa quý vị? Thí dụ như bây giờ mình có khả năng làm tỷ phú thì cái khả năng triệu phú nó coi như là nó được khô vào luôn, nó đã có, nó được tính luôn trong đó rồi nha. Chứ mình không cần là bắt phải kể. Thí dụ mình nói cái ông này giàu lắm, tay trắng làm nên, ngày xưa là ổng là coi như là nghèo như vậy mà ổng bây giờ ổng lên tới tỷ phú rồi. Mình thắc mắc tại sao cái giai đoạn triệu phú ở đâu? Thích thì kẻ thích thôi nha, không sao hết. Thì có bao nhiêu pháp cần phải cắt bỏ để trở thành thánh nhân? Đấy, thì ở đây Đức Phật này dạy rằng có 5 pháp cần phải cắt bỏ, đó là 5 cái hạ phần kiết sử. Mình mới cắt được 3 cái đầu á, thì mình trở thành là tu đầu quần. Cắt thêm 2 cái tiếp theo trở thành A-na-hàm. Và hôm nay trong buổi giảng này tôi muốn nhắc đến một chuyện vô cùng quan trọng, đó là tôi nhắc lại thôi, mình tu không có nên nghĩ rằng để được cái gì, để đắc cái gì, mà mình tu mình chỉ nên nghĩ rằng mình tu để mình bỏ cái gì đó nó tốt hơn. Nghe thì nó giống nhau nhưng mà nó khác nhau nhiều lắm. Thí dụ như mình nghĩ rằng làm sao mà cắt được thân kiến và nghe giới cấm thủ để trở thành tu đồ quần, làm sao mà cắt được cái dục ái và sân để trở thành A-na-hàm. Nó
nó tốt hơn là mình nghĩ làm sao mình tu làm sao để mình có được cái trí tuệ của Tu Đà Hoàn, có được cái trí tuệ phước báo của A Na Hàm. Nghe nó giống như người khác. Kẻ nào tu hành mà có cái ý là mong là tôi sẽ được cái này, tôi sẽ đắc cái kia đó, thứ nhất kẻ đó rất là dễ bị kiêu ngạo, rất là dễ kiêu ngạo khi đủ ba mớ tưởng mình hay. Thứ hai là cái kẻ đó rất là dễ bị ngộ nhận. Khi mình tu mình có cái ý là gom góp đó, thu gom đó, thì rất là dễ bị ngộ nhận. Thí dụ như là ở trong về mặt lý thuyết mà nói, thì trong cái tiến trình mà tu quán đó, tu Vipassana đó, thì các ngài phân ra nào là tuệ thứ nhất, tuệ thứ hai, tuệ thứ ba, tuệ thứ năm. Xin hỏi trong room có ai mà có từng nghe qua mấy cái đó hay không? Chết hết rồi, tội. Có ai từng nghe qua cái vụ mà tuệ này tuệ kia không? Đấy. Mà nếu mà các vị hiểu được cái chuyện này, tôi nói các vị, những vị nào mà từng có cái lòng mà họ mà kiêu ngạo nghĩ rằng ta được tuệ này tuệ kia đó, mà nếu mà các vị biết ra đó, các vị cảm thấy nó nhục cơ như không có tả nổi. Tại sao nhục? Cái tuệ này tuệ kia nó chỉ là những giai đoạn tâm lý thôi. Nếu mà nghi ngờ tôi làm ơn cơm đình cháo nấm, có hiểu chữ cơm đình cháo nấm không? Lết lên trên núi Vinh á, hỏi ngài Thanh á, coi có đúng như vậy không nha. Tuệ này tuệ kia nó chỉ là những giai đoạn tâm lý mà hành giả phải vượt qua trước khi mà đạt đến thánh trí, chứ nó có cái gì ghê gớm đâu. Thí dụ nha, thí dụ như là cái tuệ sợ hãi, có nghĩa là tự nhiên mình theo dõi hơi thở, mình theo dõi danh sắc, đến một nỗi nào đó thì tự nhiên mình thấy trời đất ơi, cái chết nó đơn giản như vậy hả ta? Có thở ra mà nó quên đi vô làm coi như mình sống. Rồi danh sắc nó sanh diệt liên tục như vậy, có nghĩa là mình phải chết liên tục và mình phải tái sanh liên tục trong từng phút như vậy hả ta? Và cái thấy này là cái thấy bằng toàn bộ cái sự thấm thía thật sự, nó mới khiến cái hành giả cảm thấy hết hồn, thấy rằng cái tôi của mình nó bị tấn công một cách mãnh liệt. Đấy, thấy rằng cái tôi của mình hoàn toàn không có cốt lõi, và mình hoàn toàn không có một điểm tựa nào để mà nương gá, để mà gửi gắm, để mà trao gửi cái niềm tin về một cái tôi, về một cái nào đó của tôi bị đập phá tan hoang hết. Thì với cái cảm giác lúc này đó được gọi là tuệ sợ hãi. Còn cái tuệ nhàm chán ấy, là thấy muốn buông hết, thế làm cho lắm rồi cũng mắm với dưa, danh sắc nó vẫn cứ bị đẩy về phía trước, nó bị vô thường, muốn hay không cũng không giữ lại được. Mỗi thứ trên đường một dòng cuồng lưu, bạo lưu, bọc lưu, bị đẩy về phía trước, bị cuốn phăng về phía trước, mình không có cách gì mình níu giữ nó lại được hết. Nghĩ lãnh mạn, cái là dầu muốn dầu không, mình chỉ là một chiếc lá trôi ẩm ờ trên một dòng chảy xanh diệt mà thôi. Nghĩ vậy nó đâm lên nó nản, thì cái tuệ đó được gọi là cái tuệ chán nản. Tôi nhắc lại, tuệ thiền tuệ là chỉ các giai đoạn tâm lý, là bằng thêm cái chữ tâm lý, cũng phải thêm chữ tâm lý, các giai đoạn tâm lý. Tại sao tôi dám nói mạnh như vậy là bởi vì 1001 lý do. Thứ nhất, nói theo A Tỳ Đàm thì các cái tuệ này nó chỉ là toàn là các cái tâm đại thiện dục giới không à. Không biết trong kinh nữa mới có ai học A Tỳ Đàm, nó khổ vô cùng, đi vô chùa mấy chục năm mà những cái giáo lý căn bản này không có được học. Chứ nếu các vị có học A Tỳ Đàm một chút thôi, khi tôi nói đây là các cái tâm đại thiện dục giới là các vị biết liền. Ở trong room này có ai biết mấy tâm đại thiện dục giới không? Không lẽ bây giờ, không lẽ bây giờ mà tôi làm một lớp ví dụ pháp riêng thì chắc cha tôi luôn, bây giờ tôi thật sự tôi không có thời gian. Bây giờ các tôi phải cho các vị địa chỉ nha. Các vị về năn nỉ Sư Khải Minh ở Việt Nam, thượng tọa Khải Minh, thượng tọa Chánh Minh, hoặc là thượng tọa Giác Giới của mình ở Việt Nam ha. Rồi ai nữa các vị tìm thêm ha, tìm thêm học phi pháp, học cái A Tỳ Đàm giùm cho tôi nha, tôi trả tiền tháng cho, rồi xong mới đi vô đâu đây nghe. Chứ còn tôi giảng cái này mà cấm tôi không đụng A Tỳ Đàm thì tôi làm sao tôi giảng? Mà các vị ok, nguyên một rừng người chỉ có 4 mạng đấy, 3 mạng tội thì xấu gì nữa thật đó. Ok, bây giờ một người không có biết Phật pháp gì hết, đang theo đạo Hồi, đang theo đạo Chúa nha, hoặc là một người vô thần không tin tôn giáo, thì họ cũng có thể có tâm đại thiện. Thưa quý vị, tôi nói lại, một người không phải là Phật tử, một người ngoại đạo, một người vô thần, họ cũng có thể có được tâm đại thiện.
có một điều đại thiện đó đó có thể là hợp trí hoặc là ly trí. Và cái trí ở đây đó, cái hợp trí của họ đó, nó không có cái yếu tố Phật pháp trong đó. Đây, nó phải hiểu như vậy. Chứ còn cái tâm đại thiện đó là cái tâm lành, nó nhất có gì hết. Thì một cái người mà tu tập thiền quán đó, nếu mà đủ duyên và lại tu đúng nữa đó, thì họ bắt buộc họ phải trải qua những giai đoạn tâm lý này. Và những giai đoạn đó nó chỉ là những tâm đại thiện hợp trí mà thôi, chứ có gì hết. Vậy đó mà đành đoạn cho rằng khi mà đi trình pháp mà nghe thiền sư mà giải thích như vậy là con đang trải qua cái tuệ gì mừng lắm. Rồi về dòm bà con xung quanh như là nhìn những cái con thú ha, chỉ bộ mình là đỉnh cao trí tuệ thôi ha. Thì các vị tưởng tượng tưởng đi, cái lý tưởng của đạo Phật là bỏ, là buông, là lìa xa cái ý niệm tôi và của tôi. Đằng này là mình quán danh sắc cho đã, rồi mình thấy cái danh sắc này nó hay hơn cái danh sắc khác, cái vị nghĩ của nó có động trời hay không. Đấy, cho nên là cái điều quan trọng ở đây đó là hiểu lầm. Mình hiểu lầm cho mình tưởng là các cái giai đoạn thiền tuệ đó mới ghê gớm, nó là cái gì hết, nó là cái gì hết, nó chỉ là những giai đoạn tâm lý thôi. Mà nếu mà một cái người mà biết được cái đó thì đỡ biết bao nhiêu ha. Còn nếu mà mình không biết thì không có gì mà nó tệ lậu mà nó phủ vàng cho bằng. Mình thấy mình hay là vì mình hiểu được lý vô ngã hơn người khác. Các bạn nghe có vấn đề của đó không? Có vấn đề nằm chỗ nào không? Tôi thấy tôi hay là vì tôi hiểu được lý vô ngã hơn là người khác. Nguyên một cái đám đông ở đây không ai hiểu được lý vô ngã bằng tôi là hay nhất, tôi hiểu được lý vô ngã. Các bạn nghe cái vấn đề nó nằm ở chỗ nào ha. Cho nên cái tinh thần của đạo Phật tu là để bỏ. Thay vì mình nói tu để đắc cái này đắc cái kia, mình phải nhớ rằng tu là để bỏ. Tôi đã bỏ được cái tật xấu gì, tôi đã bỏ được cái phiền não nào, mà bỏ một cách tuyệt đối là chỉ có thánh nhân thôi. Thì bây giờ mình bỏ tương đối đi ha. Tôi đã bỏ được cái phiền não nào, thân kiến dĩ nhiên tôi còn là phàm mà nó còn chứ, nhưng mà so với người mà không biết đạo thì tôi đỡ hơn nhiều. Tôi bỏ được thân kiến, bớt được thân kiến, bớt được hoài nghi, bớt được cái giới cấm thủ. Quên cái giới cấm thủ thì cũng phải mở ngoặc nó thêm. Tu đúng chánh pháp mà tinh thần sai lạc vẫn là giới cấm thủ nha. Nghe, cảm ơn tinh thần. Tôi nhắc lại, tu đúng chánh pháp mà nhận thức sai lạc vẫn là giới cấm thủ nha. Ví dụ như đầu đà, một ngày mình ăn một buổi là để mình thiểu dục, để ly tham, để tri túc nha. Đêm mình không có nằm mà mình chỉ ngồi là để thiểu dục, ly tham, để mà có thời gian tỉnh thức thiền định. Hiểu như vậy thì là hiểu đúng. Còn mình tưởng là mình ăn ngày một buổi không định tâm, tức là đầu đà nó có cái hạnh gọi là ekasanikangat, có nghĩa là một ngày nó là chỉ ăn một lần thôi. Buổi sáng mà lỡ mà nể lời nể mặt ai mà ăn một chén cháo là coi như nhịn luôn, chắc đưa là không bị ăn nữa. Cái đó gọi là ekasanikangat, là nhất tọa thực đó. Rồi cho nên những vị họ cẩn thận buổi sáng, họ không có dám ăn, khi mà chưa đói mà không dám ăn, bây giờ không dồn như một buổi mà đánh một trận một, đã rời khỏi tay, rời khỏi bát rồi thì không có còn thò vô lần nữa. Đấy, mà cái hạnh này nó chỉ có một tác dụng duy nhất là làm cho mình thiểu dục ly tham. Đằng này mình lại tưởng cái đó là cái gì đó huyền bí cao siêu, thì cái đó là mắc kỳ với cấm thủ nha. Nó là mấy cái chính là với cấm thủ. Hoặc là bây giờ mình giữ giới, mình không có sát sinh là bởi vì mình thương chúng sinh khác, mình không muốn ai giết mình, cho nên mình cũng không có nên giết ai. Em người ta làm sao mình cũng vậy, mà mình sao người ta vậy nha. Mình giữ giới như vậy đó, mình hiểu rằng thứ nhất là ai cũng sẽ chết hết, mình cũng sẽ chết, thì tại sao mình giết người khác. Thứ hai là mình vì mình thương, mình nghĩ rằng ai cũng đáng thương hết. Mình biết đâu có người cái con cá con tôm mà mình giết được nó là cha mẹ nhiều đời của mình rồi sao nha ha. Mình nghĩ gì mình thương mình cũng phải giết, ví dụ như vậy đi. Thì hiểu như vậy là đúng. Còn nếu mà mình giữ giới mà vì mình nhắm đến một cái chuyện cao siêu, là mình nghe nói là ở trên một cái cõi trời nào đó mình muốn về đó, mình phải giữ giới, bởi vì trên đó họ sống như vậy đó, cho nên mình phải giữ về để mình đi về tránh. Chỉ hiểu đơn giản như vậy thôi, đó là giới cấm thủ nha. Còn riêng là tôi mình có mấy địa chỉ ở trong nước thì tới bị hỏi đi, hỏi coi như vậy có phải không. Tôi báo cho các vị một tin vui là những cái vị cao tăng mà hàng đầu của Việt Nam là coi như bây giờ là về hết trong nước rồi nha. Như ngày Hòa Thượng Tỉnh Giác, ngày không bao giờ mà tự nhận mình là một vị luận sư, pháp sư, giảng sư, nhưng mà ngài là một vị mà cực kỳ uyên bác, và tôi kể là nghĩ là hàng theo nhận xét của tôi
thì Ngài là một trong những vị được đáng gọi là hàng đầu của Việt Nam, tròn trịa nhất, có nghĩa là Phật pháp giỏi mà tiếng về ngôn ngữ Ngài, tiếng Pali, tiếng Thái Ngài rất giỏi, Ngài có thể tra cứu tài liệu rất nhanh. Mà Ngài, cái trình độ Pali của Ngài là cao đẳng, Ngài tiếng Thái, mà Ngài chưa có cái bằng cao đẳng, nhưng mà cái trình độ Ngài thì Ngài đi Ngài chấm thi cho dân cao đẳng được mà. Nhưng cao nhất, trình độ cao nhất Ngài cũng ở Việt Nam, ở Địa Quang, quận 8. Rồi Ngài hộ pháp ở Núi Dinh nha. Rồi chưa kể là những cái vị tăng sinh trẻ của chúng ta, chẳng hạn như thầy Đức Hiền ở Tích Lan, tôi có nhóm Pali Việt rất là giỏi Pali, rất là giỏi. Cho nên thật ra mà nói, vì tôi ấm ức, tôi ấm ức cái chỗ là tại sao không có lớp kinh tạng, thì tôi đứng ra tôi mở cái lớp để tiểu mà xin lỗi chứ tôi chọc giúp, tôi chọc tức những vị khác để cho các vị làm, rồi tôi rút lui, tôi không muốn làm nữa. Tôi mệt rồi, tôi có tuổi rồi. Nhưng mà đặc biệt ba cái chuyện mà chú thích chữ khó mà trong mỗi phần chú giải Pali này nè, thì thầy Đức Hiền làm rất là tốt, rất là tốt. Rất là tốt. Cho nên ai mà có liên lạc được thầy Đức Hiền, gọi là thầy chánh thân của mình á, hòa thượng chánh thân thượng tọa Đức Hiền nha, thì xin các vị gợi ý dùm, nói rằng là tại sao các vị không có bỏ gì thì giờ đó, các vị làm dùm cái gọi là chú thích tâm tạng bà con nhờ biết bao nhiêu, thay vì dịch người cuốn là tôi xin thề giữa trời nó làm ai đọc hết đâu, dày quá, nhiều quá. Thì tại sao không có làm dùng cái một cái cuốn mỏng thôi, là chú thích kinh tạng, thí dụ như một bài kinh như vậy, mình liếc mắt mình coi cái chữ nào khó hiểu dễ bị hiểu lầm thì mình vô trong chú giải, mình coi cái chỗ là người ta giải thích chữ đó làm sao, y như cái chuyện tôi đang làm thôi chứ có gì hết, y chang như chuyện tôi đang làm thôi. Tức là mà mỗi bài kinh như vậy, thí dụ bài kinh là cái bài kinh chữ Pháp Luân rồi thì mình nhìn trong đó có cái chữ nào khó hiểu mà mình nghi là độc giả sẽ bị kẹt đó, thì mình xuống dưới mình để là ghi chú chữ khó cho bài kinh Vũ Pháp Luân, chỉ vậy thôi. Mình siêu thì mình viết, mình cho một cái nội dung vắn tắt của kinh Vũ Pháp Luân, còn hãy mình lùi quá thì mình chỉ để cái phần chú thích chữ khó trong kinh Vũ Pháp Luân, rồi xuống dưới là chú thích chữ khó trong kinh Vượt Bộc Lưu, xuống dưới nữa là chú thích chữ khó trong kinh A B C D F gì đó, được tới bao nhiêu. Chứ bây giờ các vị dịch thì quý quá, dịch kinh đại là quý quá, nhưng mà nếu mà họ trong cái chỗ mà thanh tình mà hỏi nhỏ nhau kề tai nói nhỏ, thì tôi cũng nói thiệt là trong cái nhu cầu cấp thiết của tăng ni Phật tử Việt Nam hiện tại, thì một cái bộ đại tạng mà song ngữ bằng tiếng Pali thì quý lắm, tôi nhắc lại ngàn lần quý lắm, vô cùng quý, very very quý nha. Nhưng mà trong cái nhu cầu cấp thiết bà con, thì cái bộ mà tôi nói nó cái bộ hình như quan trọng hơn nha, là cứ viết dùm, soạn dùm tôi, dịch dùm tôi một cái bộ gọi là chú thích chữ khó dùm đi. Chứ còn cái này mình cứ đè tâm tạng ra mà mình cứ dịch suốt mùa thu, kể cả những bà bộ mà đã có người dịch rồi mà vẫn làm lại, và tôi nói thiệt đọc không nổi, đọc không nổi. Trong kinh này mà bà con nào mà đọc hết mấy bản dịch của thượng tọa chánh thân đó ha, mà cái việc phải nói thật, đừng có nói dối nha, nói thiệt đi, nói tôi đã đọc hết rồi, thì tôi xin được là lấy cái hình của người đó mà để lên đầu 3 lần nha. Tôi xin được lấy cái hình của người đó để lên đầu 3 lần và xin tụng Nam Mô Đại Chí Kiên Trì Bồ Tát Ma Ha Tát. Tôi xin hứa được đó. Đọc nổi, đọc không nổi. Cho nên ấy, tôi trả lại vấn đề ở đây đó là tu là để bỏ chứ không phải là tu là để được. Nếu mình tu với cái ý mà để bỏ đó nha, thì mình được nhiều cái lợi lắm, càng tu càng thanh thản, càng tu càng thảnh thơi, và rất khó mà mắc phải những cái ngộ nhận tăng thượng mạng. Còn nếu mà mình tu mà mình có ý để được cái này để đắc cái kia đó, thì một là mình rất là dễ bị ngộ nhận, mà thứ hai càng tu càng thấy nặng, nặng dữ lắm, bởi vì cứ nay được cái này, mai được cái kia, bữa nay thì được cái là năm giới của tôi ngon lành quá, rồi ngày mai cái bát giới của tôi ngon lành quá, rồi bữa kia cái thiền chỉ của tôi được quá, rồi bữa nọ thì thiền quán của tôi được quá, rồi bữa nọ là kiến thức của tôi được học được quá. Mà các vị tưởng tượng mình bao nhiêu ký mà mình vác lên chừng đó cái chữ được, thì còn cái gì mà tu nó nặng lắm quý vị à, nó nặng lắm. Mà cái anh mà tu chữ bỏ nó ngon lắm, là cứ từng ngày cứ móc luyện ra thì tao càng tu nó càng nhẹ, thấy không à, giải thoát đâu không thấy mà thấy nó nhẹ tên là thấy đã rồi. Và đặc biệt là cái kẻ này nè, rất là khó bị ngộ nhận, bởi vì ngay cả các cái tuệ gì đó người ta vẫn coi nó là cái cần phải vượt qua nha. Còn cái kẻ mà cứ tu mà đi đắc cái này để được cái kia đó,
thì không dám coi những cái đó là những cái phải vượt qua, phải bỏ lại, mà cứ thấy mấy cái đó cần phải chất vô, khóa cửa, đóng lại, giữ kỹ, đúng không? Cho nên cái điều quan trọng của đạo Phật muốn thành thánh không phải là để đắc cái gì, mà là anh bỏ được cái gì. Thì thứ nhất, muốn được gọi là thánh thì anh phải cắt bỏ năm cái hạ phần kiết sử. Và thứ hai, đó là sắc ác hay là vô sắc ác. Tôi giảng rất là nhanh để mình còn đi nữa. Sắc ái, làm ơn viết giùm tôi nha, là cái niềm đam mê thích thú trong trong các tầng thiền vô, trong thiền vô, trong thiền sắc và cõi sắc, niềm an lạc của sắc giới, ba cái đó. Làm ơn viết giùm tôi được không? Sắc ái là niềm đam mê trong ba thứ thuộc sắc giới. Sắc ái là niềm đam mê thích thú trong ba thứ thuộc sắc giới. Một là thích thú ở trong các tầng thiền, một là trong cái thiền tầng, thiền lạc và cái cõi phẩm thiền. Tức là thích ở trong, thích các cái tầng, ví dụ như mình thích ở trong, thích đắc đam mê ở trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thấy mình ở trên cái tầng này cao hơn tầng kia, tầng này nó vi tế hơn tầng kia, đó cũng là một cái thích đó, thiền tầng. Rồi cái đam mê, cái niềm an lạc khi sanh về trên đó, và cũng đam mê những cái thứ mà dây dưa liên hệ, như là đam mê cõi sắc, là đam mê cái tuổi thọ trên đó, đam mê cái hào quang ở trên đó, nghe. Thì như vậy là thích trong các cái tầng thiền, thích ở trong các cái niềm vui của thiền, của thiền sắc, và thích cả trong cái cảnh giới của phạm thiền sắc. Thì ba thích thú trong ba cái này được gọi là sắc ái. Rồi vô sắc ái cũng vậy, nhưng mà vô sắc ái đó thì nó hơi khác một chút, có nghĩa là thích thú đam mê ở trong các tầng thiền, thích thú đam mê trong các tầng thiền, và đam mê trong cái sự an lạc do cái thiền vô sắc đem lại. Nhưng mà riêng cái cõi thì không nha, ở vô sắc, ở đây bữa nay tôi phải bảo là nó rồi, nói là cõi vô sắc nhưng thật ra nó không có thật, là bởi vì phạm thiên vô sắc không có hình tướng. Thì xin hỏi họ cần gì một cái trú xứ, họ còn vi tế hơn cả một lần khói nữa, khói ít ra mình còn nhìn thấy. Còn phạm thiên vô sắc họ vốn chỉ có tâm thôi, vô sắc, cho nên mình gọi là cõi cho vui, nhưng thật ra nó vốn không có cõi nha. Cho nên ghi giùm tôi đi, sắc ái là niềm đam mê trong các tầng thiền sắc, thiền lạc và cảnh giới sắc, cảnh giới phạm thiên sắc giới. Còn vô sắc giới là nó chỉ đam mê ở trong cái thiền lạc mà thôi. Thiền lạc tức là niềm vui ở trong các tầng thiền nha, niềm vui trong các tầng thiền. Rồi đó là vô sắc, gọi là vô sắc ái, ghi giùm tôi nha. Rồi cái ngã mạn, ngã mạn có nghĩa là sự so sánh mình với người khác nha. Cái bà con còn nghe không, bà con còn nghe không? Chết hết rồi. Ok, nghe kỹ chỗ này, tu đà quần, cái chỗ này nghe cho kỹ nè, tu đà quần chấm dứt thân kiến, không còn chấp thủ rằng đây là tôi, đây là của tôi nữa nha. Nhưng mà vị đó vẫn còn có một chút phân biệt, vẫn còn có một chút phân biệt. Chấp thủ thì không còn, mà còn có cái phân biệt là A hơn B, B hơn A. Và sự phân biệt nó đi kèm với một chút thích thú trong đó. Còn có vị A-la-hán thì không, vì A-la-hán không có còn cái sự so sánh, so sánh thú vị rằng là ông A đó ông hơn ông B, rồi ông B ông thua ông C, không còn nữa. Mà các vị đó nhìn A và B, C và F nó giống như là mình nhìn cái bông hồng mà so với cái bông mai, rồi mình nhìn bông mai mà mình so với cái, mình nhìn qua cái bông cúc vậy đó. Có nghĩa là bông nào là bông ấy, không nhất thiết có sự phân biệt ở đây. Tôi ví dụ thế này,
khi mà mình là một người mẹ mà mình có đứa con mà nó đẹp quá, nó ngoan quá, giỏi quá, nổi tiếng quá, khi mà mình đi rước con á, mà mình đi rước con ở phi trường mà mình nhìn quanh mình thấy đứa con mình nó trong đó nó đi ra đó, mình thấy rõ ràng rằng đó nó khác với những thanh niên khác dữ lắm luôn, và cái cảm giác của nó đặc biệt lắm. Nhưng nếu mình là một người hàng xóm mà mình cũng đi rước cái cậu thanh niên, nó cảm giác nó khác. Mình chỉ biết đơn giản là cậu thanh niên này giỏi hơn những người bên cạnh, có thể như vậy thôi. Ví dụ như Ngô Bảo Châu đi, Ngô Bảo Châu là người thân của mình, thì mình nhìn Ngô Bảo Châu mình biết Việt Nam chắc chỉ hiện giờ chỉ có một Ngô Bảo Châu thôi, ngày xưa thì có Lê Khánh Trường gì đó, nhưng mà chắc không bằng Ngô Bảo Châu bây giờ đâu. Mình chỉ nghĩ vắn tắt đây là Ngô Bảo Châu rất là giỏi toán, chỉ vậy thôi. Nhưng mà nếu Ngô Bảo Châu là người thân của mình là lại khác. Đây cái vấn đề, cái ngã mạng là chỗ đó đó. Cái người không ngã mạng thì họ chỉ biết đây là Ngô Bảo Châu thôi, là một người rất là giỏi toán. Nhưng mà cái ngã mạng nó chen vô đó thì lại khác, là mình sẽ thấy là Ngô Bảo Châu này này giỏi hơn mình, hoặc là Ngô Bảo Châu này thật ra dở hơn mình. Mà tự nhiên nhìn có cái suy nghĩ đó. Thì cái đó được gọi là ngã mạng nha. Tức là thay vì mình chỉ nhìn như là bông cúc, như là bông hồng, chứ mình không có phân biệt gì hết. Còn đằng này mình nghĩ cái bông cúc này do mình mua ha, cho nên nó đẹp, nó hay hơn là bông hồng của bà kia bà mua, ví dụ như vậy. Thì đó gọi là cái sự can thiệp của ngã mạn. Và ngã mạn nó có hai, mình kể có hai cũng được mà kể có chín cũng được. Kể có hai cũng được, các vị ghi giùm tôi nha. Ngã mạn gồm có ba cách, ngã mạn có ba cái cách, có hai ba cách phân loại nha. Ngã mạn có ba cách phân loại, cảm ơn Tính Hạnh ghi giùm tôi. Ngã mạn có ba cách phân loại. Rồi, cách một là như thật mạng, như thật mạng. Tức là kiêu mạng nhưng mà căn cứ trên sự thật. Rồi thứ hai là hư ngụy mạng, hư ngụy mạng. Dạ, thà quá ma nó, các vị bỏ dấu giùm nha. Cái thứ nhất là dạ tha, biết ở đây ai học Pali thì biết, khi mà đọc nghe chữ dạ tha này biết cái chữ tha đó nó phải dùng có cái dấu trường âm. Dạ tha quá ma nó, dạ tha quá ma nó. Tại sao tôi bắt phải viết chữ Pali ở đây? Bởi vì bà con có thể dùng cái chữ Pali này để vào trong internet đi tìm, chứ còn tôi cũng không mắc mới mình không ghi chữ Pali ở đây chi. Nhưng mà nó có ba cái lợi mình phải viết chữ Pali, bởi vì thứ nhất là mình dễ tìm trong internet. Thứ hai là mai này quý vị đọc sách ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Thái, tiếng Miến Điện gì cũng cần biết, người ta cũng phải viết chữ Pali rồi. Nó sướng biết bao nhiêu. Mà ở bên Thụy Sĩ tôi có biết một cái thằng cha đó, nói tới cái tên để mà tôi thấy ghét, là chữ khi mà tôi dạy giáo lý tôi viết chữ Pali lên, cho nó mình người Việt mình ghi cái chữ Pali, mình học chữ Pali nó làm gì. Rồi khi tôi giảng mà tôi dùng chữ Hán Việt nó nói gì mà cho nó khó hiểu vậy, tại sao không dùng cái chữ đơn giản hơn. Mà nếu mà mình cứ suốt cuộc đời mà mình cứ né ngoại ngữ rồi lựa chữ dễ hiểu thì cái học thuật trên thế giới mình sẽ đi về đâu. Giống như mình thấy người ta học toán là 7 mà nó học chi, cứ toán lớp 5 cộng trừ nhân chia là được rồi. Có những cách nghĩ nghe rất là đơn giản nhưng mà nó bậy vô cùng, và nó mang một cái ý nghĩa, mang một cái ý tác hại độc hại vô cùng, là chặn đứng cái bước đi của nhân loại. Và những người đó là chỉ có nước người giao cho Hồi giáo thôi nha. Ok, như vậy thì ngã mạn có ba cách phân loại. Cách một á là gồm như thật mạng và hư ngụy mạng, đó là cách một. Cấu trúc là coi như hiểu lầm rồi nha. Cái như thật mạng và hư ngụy mạng này đó, nó là cách phân loại thứ nhất. Có nghĩa là cách phân loại thứ nhất đó, thì ngã mạn gồm có hai. Không biết tôi nói rồi các vị nghe kịp không? Cách phân trong cách phân loại thứ nhất thì ngã mạn á, đúng rồi, đúng 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 đúng. Trong cách phân loại thứ nhất, phải phải thêm câu nữa, trong cách phân loại thứ nhất ấy, thì ngã mạn được chia hai. Tôi nhắc lại, như thật mạn là sao, là mọi sự nó làm sao thì tôi nương theo đó mà tôi so sánh. Thí dụ như tôi biết rằng là
Hai. Bài văn của tôi nó hay hơn là bài văn của ông hàng xóm, nhưng mà vợ ông hàng xóm thì đẹp hơn bà xã của tôi. Cái đó đúng, văn mình bao giờ cũng hay văn người khác đúng, nhưng mà vợ hàng xóm bao giờ cũng đẹp vợ mình hết, ví dụ như vậy đó. Thì như vậy thì đó là gọi là như thật mạng, có nghĩa là nó làm sao tôi thấy nó như vậy, mà cộng với cái sự so sánh, cộng với cái sự so sánh nha. Còn nếu mà nói làm sao mà tôi thấy như vậy mà không có cộng với sự so sánh đó, thì ok. Cái đằng này ngã mạng là nó có trường hợp thứ nhất là tôi dựa lên sự thật để mà tôi làm một cái so sánh, định nghĩa như vậy. Như thật mạng là dựa vào sự thật mà làm một cái so sánh, làm một cái phân biệt. Còn cái hư huyễn mạng là sao, là không dựa trên sự thật mà là do mình tưởng tượng, do mình suy diễn không đúng sự thật mà vẫn ngã mạng, thì trong trường hợp đó được gọi là hư huyễn mạng nha. Thì cái vị thánh hữu ghi một cái câu này, vị thánh hữu học á, vị thánh hữu học có nghĩa là từ tam quả trở xuống thì vẫn còn cái như thật này, có nghĩa là cũng còn có cái so sánh nhưng mà so sánh đúng hơn biết là hơn, thua biết là thua nha. Cái vị ghi một cái câu đó tức là từ tam quả trở xuống thì còn lại cái còn sót lại cái như thật mạng, hay quá, cái câu này hay rồi, cảm ơn. Như vậy là trong cách một á thì ngã mạng được chia thành hai, rồi trong cách hai đó thì ngã mạng được chia làm ba. Miếng sáng này đủ giờ, nó vừa gần hết giờ rồi. Trong cách hai á thì cái ngã mạng được chia thành ba là so sánh hơn, so sánh bằng và so sánh thua. So sánh hơn, so sánh bằng và so sánh thua. Rồi, trong cách 3 đó thì ngã mạn được phân thành chín. Trong cách 3 đó thì ngã mạn được phân thành chín. Những phân thành chín ha. Rồi, cảm ơn. Các vị viết làm sao cho dễ nhớ cũng được. Viết làm sao dễ nhớ cũng được, đó là ba cái ba phân thành chín ở đây nghĩa là lấy ba cái hơn bằng thua này nè nhân lẫn nhau, ba nhân ba là chín. Các vị ghi như vậy đó, phân thành chín nghĩa là mở đơn ba nhân ba, ghi cho dễ nhớ. Phân thành chín mẫu đơn 3 nhân cho 3 có nghĩa là mình hơn người ta mà mình nghĩ là mình bằng người ta, mình hơn người ta mà mình nghĩ rằng mình thua người ta, mình hơn người ta và mình thấy rằng mình hơn người ta, đó là hơn, nghe kịp không? Rồi bằng cũng vậy, mình bằng người ta rồi mình nhưng mà mình thấy mình thua người ta, mình bằng người ta mà mình thấy mình hơn người ta, mình bằng người ta và mình thấy mình bằng người ta, rồi thua cũng vậy, mình thua người ta mà mình thấy mình hơn người ta, mình thua người ta mà mình thấy rằng mình bằng người ta, mình thua người ta mà mình thấy mình biết mình thua, phải biết mà mình so đó, mình làm cái so sánh, cái biết đều phải thêm cái so sánh nữa. Không biết tôi nói gì trong lớp có nghe kịp không, cái tôi viết làm sao cho dễ nhớ được không? Có nghĩa là lấy ba cái này nhân với nhau, có nghĩa là có ba trường hợp. Ok, cảm ơn, vậy là hiểu rồi. Có nghĩa là có lúc mình hơn mà mình nghĩ rằng mình hơn, rồi mình hơn mà mình nghĩ rằng mình thua, mình hơn mà mình nghĩ rằng mình bằng, là nói chung là mỗi trường hợp nhân ba đó thôi. Ok, rất là hay đấy. Thì đối với cái vị thánh hữu học á thì mình thấy cái vị trong đây, cái vị còn lại bao nhiêu trong chính này nè, trong chính cái này vị thánh học còn lại bao nhiêu cái, trong chính cái này nè, hồi nãy mình ngã mạng mình phân làm hai đó thì vị thánh học có một đúng không, còn bây giờ khi đã kể là chín thì vị thánh học còn lại ba. Yes, rồi là như vậy đó, có nghĩa là vị này tuy không còn thân kiến nhưng mà còn có so sánh,
Còn vị A-la-hán thì không, vị A-la-hán nhìn cái vị A-la-hán biết rằng đây là hột nếp, đây là hột gạo ha, chứ không có mà ngồi mà tính toán gì thêm nữa. Chuyện cần thì thấy, thí dụ như bây giờ chuyện nó cần phải nhờ ai thì vị biết à người này có khả năng này thì vị nói nhờ. Tôi ví dụ như có cái lần đó Đức Phật đi nhập hạ ở trên cõi Đau Lợi đó, khi mà cái ngày đến cái ngày ra hạ đó thì ngài trở về, ngài trở về cõi người, thì ngài một Huyền Liên biết ý Đức Phật là sẽ xuống cái bước xuống ở chỗ nào, cho nên ngài Huyền Liên ngài nó thông báo cho mọi người chư tăng như Phật tử mà đến hôm nay Đức Tôn sẽ trở về cõi người ngay chỗ đó, chỗ ngài bước xuống là sẽ là chỗ thành cái thành là thành Sankassa, xuống chỗ cái thành Sankassa, đánh không ngừng cái máy này lạ lùng, thành Sankassa đấy. Thì lúc mọi người đang ngồi như vậy đó thì họ thấy hơi lâu đó, họ mới hỏi ngài Bụt Kiền Liên, họ hỏi gì chứ Bạch Tôn giả, chúng con không biết hiện giờ Thế Tôn thực sự là đang ở đâu, nãy giờ ngồi chờ nhưng con không biết Thế Tôn đã rời khỏi cõi Đau Lợi hay chưa, bởi vì có trường hợp Đức Phật đi rất là nhanh, có trường hợp ngài có biết là đi chậm để cho chư thiên họ chiêm ngưỡng đó. Thì lúc đó ngài Bụt Kiền Liên mới suy nghĩ rất là nhanh, ngài nói rằng ở đây có tôn giả Anuruddha là vị đệ nhất về thiên nhãn, thì ta hãy nhân cái dịp này nè để cho mọi người thấy, mọi người biết đến cái khả năng đặc biệt của vị này. Cái này sẽ là bực quá, bực cái máy này tôi không có tưởng tượng được. Đấy, cái thành mà Đức Phật đặt chân xuống gọi là thành Sankassa, còn cái vị mà đệ nhất thiên nhãn á, có nghĩa là cái khả năng của vị này nhìn thấy 1000 cái vũ trụ, nó dễ giống như người ta nhìn mấy cái trái sung mà để lên lòng bàn tay vậy đó, có nghĩa là ba cái thứ mà phi thuyền, con thoi con thuyết gì đó của thế giới bây giờ là chỉ là đồ chơi thôi, tại vì mình lẫn quẩn chỉ trong một cái vũ trụ là mình đã không có đi tới đâu hết, ngoài mặt trăng ra mình chỉ mới biết đến sao hỏa thôi, sao Mars nha, biết cũng không có tới đâu nữa, biết là lắm chứ còn lần này ngàn 1000 vũ trụ mà ngài nhìn thấy giống như 1000 trái sung đó là bàn tay, mới là nhìn cho đã luôn á. Thì lúc đó khi mà mọi người hỏi ngài Bụt Kiền Liên đặt tôn giả Thế Tôn hiện giờ đang ở đâu, thì lúc đó ngài Bụt Kiền Liên suy nghĩ rất là nhanh, ngài nghĩ rằng có tôn giả Anuruddha ở đây, ta hãy để cho mọi người biết, thì nghĩ như vậy lập tức ngài nói rằng các vị hãy đến hỏi tôn giả Anuruddha đi, dễ thương chưa, các vị hãy đến hỏi tôn giả Anuruddha đi, đó là việc đệ nhất thiên nhãn, đó là việc đệ nhất thiên nhãn, Thế Tôn đã xác nhận đây là việc đệ nhất thiên nhãn, 1000 thế giới trong mắt vị này chẳng là cái gì hết nha, hãy đến hỏi tôn giả đi. Này thì ở đây mình thấy rõ ràng là ngài không hề có ngã mạn ở đây, mà ngài chỉ xử việc chứ không có xử người, được nói từ nhân tạo, nói từ nhân tạo là quá tuyệt, vì A-la-hán chỉ xử người việc chứ không có xử người, tức là cái việc đó phải làm như vậy đó, lựa cái tốt nhất mà làm vì lợi ích chúng sinh, chỉ vậy thôi. Còn mình thì sao, mình không phân biệt được cái mình thích và không phân biệt được cái mình cần, cứ cái nào thích là mình cứ nhào ra thôi nha. Còn bậc thánh thì chỉ làm cái gì cần, còn cái thích bỏ qua nha. Và lạ lắm, mình khi cùng lo một việc thì sẽ thương nhau, mà cùng thích một việc sẽ ghét nhau, cùng thích một món sẽ ghét nhau, mà cùng lo một việc sẽ thương nhau. Phàm phu vốn không biết đến chỗ này, cho nên cứ ghét nhau triền miên con đường, ghét nhau suốt cái mùa thu nha. Cho nên ở đây đó là cái mạng là vậy đó, dành nãy giờ tôi giải thích gọi là cạn lời rồi mà bà con vẫn không hiểu đó, thì chỉ có thuốc rầy thôi. Khang để tôi sắc ái vô sắc ái ngã mạng rồi, tôi biết tới cái phóng dật sở dĩ mà lên tới đây mà vẫn còn là vì sao. Đấy, cái đây là cái chỗ mà bà con dứt khoát là phải lắng nghe và suy nghiệm kỹ nha. Chứ còn cái chỗ này là tôi đã nghe bà con hiểu lầm rất là nhiều mà tôi không có điều kiện để mà tôi nên ví dụ này. Có nhiều người họ nói đó, những cái phiền não nào mà biết nói sao ta, những cái phiền não nào mà, cảm ơn Tinh Thành, cái phiền não nào mà nó còn dai dẳng cho đến quả vị A-la-hán mới trừ được á, thì cái phiền não đó là những phiền não ghê gớm nhất, là bởi vì là nó dai dẳng nhất, nó bền bỉ nhất, nó lì lợm nhất, có người phải nghĩ như vậy. Còn những cái phiền não mà do tu đồ quần mà trừ được đó là những phiền não nó đơn giản dễ trừ, bởi cho nên bậc thánh mà thấp cũng trừ được,
Còn những cái phiền não mà còn sót lên tới trên đó, có nghĩa là những phiền não nó ghê gớm lắm. Nhưng mà thật ra cái suy nghĩ đó là sai bét, không phải. Nó sai bét không phải. Không phải là những cái mà tu đồ quần trừ là những cái dễ đâu. Mà đó là những cái quan trọng bậc nhất. Bữa nay tôi muốn gỡ cái hiểu lầm này cho một số người. Tôi nhắc lại, những phiền não nào mà bậc thánh thấp mà trừ được đó, thật ra nó là những phiền não khó trừ nhất, quan trọng bậc nhất, nguy hiểm nhất. Còn những cái phiền não mà còn sót lại này, nó không phải là nó lì lợm nhất, cũng phải, mà bởi vì nó không đáng kể. Nó không đáng kể, nó còn sót lại bởi vì mình chưa đạt đến cái ba la mật, nó chưa đến mức chín mùi, và cái trí thánh nhân nó chưa được rốt ráo lắm, thì mình còn giống như còn giữ được một vài cái cho vui vậy đó. Nó đẩy cái nó còn sót lại vậy, nó còn dư chút đỉnh ở trong chén vậy thôi. Chứ thật ra đó là những cái mà gốc cây, có gọi là cái bụi gai mà quan trọng nhất là đã được nhổ rồi, còn chút đỉnh vài ba cọng cỏ dại thôi. Còn có người họ hiểu lầm, họ tưởng là những cái mà nó còn sót lại mà phải đợi đến A La Hán mới trừ được, là bởi vì những cái đó những cái ghê gớm nhất, không phải. Những cái là những cái nhánh cỏ dại rất là nhẹ nhàng, những nhẹ nhàng. Thí dụ như cái sắc ái, vô sắc ái mà so với dục ái đó thì nó dễ thương lắm, bởi vì nó chỉ thích trong thiền thôi, chứ nó đâu có tội tình gì đâu. Rồi còn cái ngã mạn, cái thân kiến nó thì ghét, chứ còn ngã mạn mà cái ngã mạn của một người không còn thân kiến, của một người không còn thân kiến đó, thì ngã mạn nó mềm lắm, nó nhẹ lắm, nó mỏng lắm, mà thậm chí nó còn là dễ thương nữa. Dễ thương nữa. Nhưng mà khổ chỗ nó là phiền não, thì mình phải nhìn nhận là phiền não thôi. Chứ thật ra đó thì cái ghét nhất cái thể trên đời này đó là cái gia thân kiến, cái ông đó mới đọc đó. Ông đó là mẹ ruột của Hoài Nghi nha, mà ông đó chính là nguồn cội của luân hồi nha. Chứ còn thân kiến mất rồi là coi như mấy phiền não kia là coi như là rác, là chỉ việc cầm cái chổi lên quên một vòng cái là xong nha. Nhưng mà thân kiến còn đó là chỉ có chết thôi. Dạ. Cho nên làm ơn bữa nay gỡ dùm cái hiểu lầm đó nha. Là những cái phiền não mà còn sót lại không phải là vì nó lì lợm nhất, nó ghê gớm nhất, nó dai dẳng nhất, nó bền bỉ nhất, không phải. Mà bởi vì nó là nhẹ nhàng nhất. Đấy. Cho nên mình hôm nay mà mình nhìn thấy một vị A-na-hàm và vị A-la-hán thì mình khó phân biệt được lắm. Bởi vì cái khả năng, cái hình thức thanh tịnh đó, tôi xài như cái chữ hình thức thanh tịnh của hai vị này giống nhau 100%. Không còn sân, không còn dục ái. Thì hỏi mình nhìn nhau vô làm sao mình biết được. Mình nhìn biết người này còn phiền não là bởi vì người này còn thích cái này thích cái kia, người này còn sợ cái này còn ghét cái nọ. Còn một cái người mà không còn dục ái và sân á, thì trong lòng họ nghĩ cái gì mình chỉ có trời biết thôi. Tôi nói các vị có nghe kịp không? Rồi chết hết rồi. Tội. Tức là cái người mà dục ái và sân mà còn á, thì mình còn để ý, mình còn thấy được, thì mình biết thấy họ thích cái này thích cái kia, ghét cái này ghét cái nọ. Còn cái người mà ngay cái đó mất tiêu rồi thì làm sao được, nó trơ trơ như tảng đá rồi đó, là làm sao được biết. Cho nên á, mình nhìn thấy một vị A-na-hàm và vị A-la-hán mình không phân biệt được. Nói vậy có nghĩa là những gì nó còn sót lại trong lòng vị A-na-hàm á, chỉ là vài cọng cỏ dại thôi, vài cọng cỏ dại thôi. Này, thì bây giờ tôi đã giải thích rồi. Cái sắc á là gì, vô sắc á là gì, ngã mạn là gì, rồi giờ tiếp theo tôi nói là phóng dật. Ở đây là một thứ phiền não rất là nhẹ nhàng, có nghĩa là gì, là sự thiếu tập trung, chỉ vậy thôi. Có nghĩa là chỉ thiếu tập trung, có nghĩa là cái định của vị này chưa có chín mùi 100%. Vị anh hàm á, cái định nó chưa chín mùi 100%, ngon lành lắm, nhưng mà khi nào mà ra khỏi định rồi đó thì thỉnh thoảng cũng còn bị, cái tâm vẫn còn bị lan man chút xíu cho vui vậy đó, để gọi là có chút gì để nhớ để thương vậy thôi. Chút nghĩa là cái khả năng định của mình này chưa có chính lắm, thế là nó mới lòi ra cái anh phóng vật. Chứ mình đừng có thấy là a na hàm còn phóng vật, cái mình nghĩ ô vậy là giống tôi cũng còn phóng vật. Nói như mắc mửa, cái phóng vật của mình nó là một núi nha. Cái phóng vật của mình nó là do bản thân nó là một thứ phiền não, bản thân nó là một thứ phiền não, phóng vật của mình á, và mình chất trở thành một núi. Còn cái phóng vật của vị A-na-hàm cũng là thứ phiền não, nhưng nó có mặt là bởi vì cái định của vị A-na-hàm chưa được trọn vẹn. Còn mình là nguyên một gia tài khổng lồ hẳn hôi. Biết các vị có phân biệt được cái này không?
một mình là một cánh đồng lúa, còn ngài đó cái phóng vật ở ngài nó là chỉ vài hạt cơm xác lại sót lại trong cái chén dơ mà thôi. Có nghe kịp không? Mình là nguyên một cánh đồng lúa cò bay thẳng cánh nha. Còn cái phóng vật của mình nó là một cánh đồng lúa mà cò bay thẳng cánh. Còn cái phóng vật của vị A-la-hán á, nó giống như những cái hạt cơm mà còn sót lại trong cái chén. Đồng ý nó cũng lúa gạo đó, nhưng mà nó có cho vui, nghĩa là cái chén mình chưa có rửa thì nó còn dính cái hạt cơm vậy thôi. Phóng vật ở đây nó chỉ cái phóng vật ở vị tu gà hà tu đầu từ vị phóng vật của vị thánh hữu học, nói chung nó chỉ có nghĩa là cái sự thiếu tập trung bởi vì định của vị này chưa được hoàn mãn trong phần trăm. Đó là định nghĩa chính xác nhất về cái phóng vật của vị thánh hữu học. Còn cái phóng vật của mình là cả một cánh đồng mênh mông, làm ơn đừng có so một cánh đồng mênh mông hoặc là nguyên một kho gạo với vài hạt cơm trong một chén cơm dơ, làm ơn nhớ dùm, đừng có so sánh cái kiểu tuệ đó nha. Rồi tới cái kiểu vô minh. Rất là nhiều người khi mà thấy thấy vị A-la-hán mà còn vô minh nó mừng lắm, nghĩ rằng như vậy thì tôi vị A-la-hán giống như y chang. Cái gì nữa, tôi còn vô minh thì vị A-la-hán cũng còn vô minh. Trời ơi là trời, 3 ngày liên tục tôi giảng cho trong lớp nghe về 4 thứ vô minh, lớp còn nhớ không? Có ai còn nhớ không? Ước gì bây giờ bằng một pháp lạ nào đó mà các vị đem lại cái đoạn post của 3 ngày trước đem luyện ở đây một cái, tôi mừng biết rồi bao nhiêu. Vô minh trong khổ đế, tập diệt đế là gì, làm ơn bây giờ có một cái pháp lạ nào đó mà các vị làm được đó, tôi mừng biết rồi, tôi khỏi giảng nữa. Được gọi là thánh nhân là phải thấy rõ 4 đế, đúng không? Mà hãy giây phút nào ta chưa là A-la-hán nha, thì cái thấy của ta về 4 đế nó còn có chỗ khiếm khuyết. Mà hễ mà trong 4 đế mà cái thấy còn khiếm khuyết thì được gọi là còn có vô minh trong 4 đế, có đúng không? Có đúng không? Tôi nhắc lại, để trở thành được vị A-la-hán là không còn nghi hoặc gì về 4 đế, không có nghi hoặc mà không còn cái chỗ nhìn nào khiếm khuyết về 4 đế nha. Mà hãy nếu mình chưa là A-la-hán thì cái nhìn nó còn bị khiếm khuyết. Mà nếu mà cái nhìn nó còn bị khiếm khuyết thì lúc bây giờ coi như một chút vô minh vẫn còn lại đó. Mà vô minh là vô minh về cái gì? Vô minh về 4 đế, tức là vẫn còn lại đó nha. Ok, cảm ơn. Ở trong bộ Atthasalini sớ giải bộ pháp tụ đại có cho mình một cái ví dụ như thế này. Một người đang đi trong bóng đêm mịt mù, tôi nói thiệt là chậm nha, một người đang đi trong bóng đêm mịt mù bỗng nhìn thấy một cái tia chớp lóe lên trong bầu trời đêm, và nhờ ánh sáng của tia chớp đó, người khách bộ hành này đã kịp nhìn thấy trước mặt mình có nhà cửa, hồ nước, lâu đài hay là vực thẳm. Trong cái tia chớp đó, vị đó kịp nhìn thấy trước mặt mình còn có thể đi được nữa hay không, hay là đã tới vực thẳm rồi, và phía trước mình có nhà cửa, có lâu đài, có hồ nước gì đó, vị này cũng thấy rõ trong cái tia chớp đó. Rồi đã nói tia chớp rồi, rất là nhanh, bởi người ta mới nói nhanh như chớp, tia chớp luôn rất nhanh, nên người đời mới nói là nhanh như chớp. Thì sau khi cái tia chớp nó tắt rồi đó, thì người này đó có một cái nhận thức về phía trước mặt mình đó. So với cái người mù hoặc là so với cái người mà không thấy được cái tia chớp đó, thì vị này có một nhận thức rất là rõ ràng là trước mặt mình là cái gì. Nhưng có một điều là vì tia chớp nó quá ngắn đi, cho nên là vị này chỉ kịp nhìn thấy một chút như vậy và có một cái khái niệm như vậy, còn được một cái nhận thức như vậy và vẫn tiếp tục đi trong bóng đêm. Thì cái trường hợp thứ nhất này được kể, được ví dụ cho vị Tu Đà Hoàn nha. Vị Tu Đà Hàm giống như là cái người khách bộ hành đó, vẫn tiếp tục nhìn về phía trước, nhưng mà lần này trời chớp thêm một lần thứ hai. Không biết Trung Trung có nghe kịp không?
khi mà trời chớp lên được lần thứ hai như vậy thì cái nhận thức của vị này nhìn thấy trong một lần chớp thứ ba. Và đối với vị A-la-hán thì trời đã sáng hẳn. Đấy, đối với vị A-la-hán thì trời đã sáng hẳn. Trời sáng là còn cần gì chớp nữa? Không cần chớp. Bây giờ ông không chớp tôi cũng không thèm nha. Mà cái quan trọng là hồi nãy trời còn tối, ông chớp càng nhiều tôi càng khoái. Nhưng bây giờ trời đang trời nó sáng bạch rồi, còn gì đó đâu, cần gì nó đâu mà chớp. Đấy, cho nên đó là lý do tại sao mà vị A-la-hán vẫn còn vô minh là như vậy. Đó là bởi vì cái ba la mật lúc bây giờ nó chưa có tới. Và cái nhận thức về bốn đối vị này cũng còn có một chút gì đó, thí dụ nha, cái này cần ví dụ thôi, sự thật ví dụ gì đó. Các vị nhớ là giùm tôi hồi nãy tôi hỏi tới đâu, trả lời nhanh nhanh giùm tôi hết dài rồi. Cái A-la-hán nó diệt trừ được cái phiền não nào còn nhớ không? Lúc tôi giảng về năm cái hạ phần kiết sử, các vị còn nhớ A-la-hán trừ được cái gì các vị biết không? Từ được dục ái và sân, đúng. Như vậy thì vị A-la-hán cũng còn thích, cũng còn có thể thích trong sắc và vô sắc ái, đúng không? Đấy, cho nên khi mà vị nó còn một chút thích như vậy đó, có nghĩa là cái biết của vị này về cổ đế có vấn đề, phải không? Hãy phải thì yes, mà làm bây giờ một tiếng đi. Trời chết hả? Dạ, hãy thấy còn có một chút thích, có nghĩa là, bởi vì vô minh trong khổ đế là gì? Vô minh trong khổ đế có nghĩa là không thấy được rằng mọi hiện hữu là khổ. Rồi vô minh trong tập đế là không thấy rằng sáu ái là gốc của khổ. Vô minh trong diệt đế, đây là một công thức mà quý vị phải thuộc lòng, phải thuộc lòng. Mà nếu là con của tôi, học trò của tôi, là tôi sẽ đè nó ra, tôi đập, tôi đánh roi cho nó, chừng nào nó thuộc cái bài hình chú này thì thôi. Bây đây là cái công thức để hiểu những vấn đề khác trong Phật pháp. Vô minh trong khổ là không biết mọi hiện hữu là khổ. Vô minh trong tập là không biết sáu ái là gốc của các khổ. Vô minh trong diệt là không biết có một cứu cánh nằm ngoài khổ tập. Vô minh trong đạo đế là không biết bốn bát thánh đạo là con đường dẫn đến diệt đế. Chính từ bốn vô minh này nó dẫn đến ba hành, có nghĩa là có kẻ là chạy trốn khổ bằng cách là phi phúc hành, có kẻ được phúc hành, có kẻ là bất động hành. Đây là cái công thức, đây là cái câu hình chú mà không thuộc lòng đó thì nên uống thuốc rầy mà chết đi. Tôi nói rất là ác, tôi nói rất là tàn nhẫn nhưng không thể nói hiền được. Bởi vì mình là Phật tử phải thuộc lòng công thức đó. Và sau này sẽ có một lúc quý vị gọi thầm tên tôi để mà cảm ơn. Với công thức này nè, các vị học giáo lý rất là nhanh, rất là nhanh. Mà bây giờ các vị nghe, các vị không hình dung được tại sao mà nó giúp được như vậy. Bất động hành tức là tu tập bốn tầng thiền vô sắc. Ai làm ơn ghi lại dùm tôi cái nốt. Phi phúc hành là 12 bất thiện nha. Phi phúc hành là sống bằng 12 bất thiện, sống hành động và nói năng suy nghĩ bằng 12 bất thiện. Phúc hành là sống hành động nói năng suy nghĩ bằng bằng thiện dục giới và thiện sắc giới nha. Phi phúc hành rồi bất động hành là bốn tầng thiền vô sắc nha. Là bao ai biết dùng cái đó nha. Mà coi như là tôi nói biết bao lâu mình giảng, bữa nay là ngày thứ tư mà vẫn còn có người hỏi tôi bất động hành là cái gì. Ok, bây giờ tôi xin bà con giúp tôi một chuyện nha, tôi không có thời gian nha. Cho nên nếu mà bà con nông dân mà thấy cái câu hỏi nào mà nó đã được tôi nói đến rồi thì bà con nên liên lạc riêng với người hỏi là thưa đại ca đồng chí, mình sẽ liên lạc nhau sau về vụ này nha. Có nghĩa là chỉ cần có vị nào mà những gì tôi đã nói rồi mà nghe người khác hỏi thì xin MC lập tức liên lạc với nhân vật đó riêng là thưa đại ca đồng chí là coi như mình sẽ liên lạc nhau sao. À, ở đây có một người hỏi tôi đây là có lúc mà nghe tôi nói là sơ đạo tam đạo. Ok, tôi trả lời chung là thứ nhất tôi mong rằng trong room này có những người học A Di Đà. Thứ hai là tôi nói rõ room này là tôi chỉ giảng như là cho những người học A Di Đà, tôi không có nhắm đến những người sơ cơ nha. Cho nên là quý vị có thắc mắc gì đó thì làm ơn hỏi thẳng, làm ơn post lên trên đây rồi bà con sẽ giúp quý vị giùm nha.
Chứ còn bây giờ này còn bắt tôi nói về sơ đạo tam đạo thì tôi nghĩ rằng chết sướng hơn nha. Cho nên quý vị mình thắc mắc về ba cái sơ đạo tam đạo gì đó thì làm ơn post lên đây là bà con hỏi giúp mình xử nha. Chứ còn hỏi riêng thì tôi xin nói trước là tôi không trả lời, mà hỏi chung công khai lên đây thì ok nha. Ok thì tôi nói gì tôi quên cha đó này, tôi đang giảng tới đâu có bị còn nhớ không? Tôi quên mất tiêu rồi thôi, tôi đang nói cái gì được cái tự nhiên. À rồi, hiểu, nhớ rồi. Sở dĩ mà gọi A-na-hàm còn vô minh là bởi vì nó còn có thể thích ở trong sắc ái và vô sắc ái. Mà hãy mình còn thích như vậy thì có nghĩa là cái vô minh trong khổ đế của mình nó cũng còn lại miếng, đúng không? Mà hãy còn một chút vô minh trong khổ đế thì dĩ nhiên còn là một chút vô minh ở trong tập đế. Có đúng vậy không? Trời ơi, nó chết hết rồi hết trời. Rồi hãy mà còn có một chút vô minh ở trong khổ tập thì dứt khoát là cái vô minh ở trong diệt đế phải còn là một chút. Rồi hễ mà còn một chút vô minh ở trong diệt đế thì dứt khoát là cái vô minh trong diệt đế nó cũng phải còn một hai gram trong đó. Yes, bởi vì mấy bốn ông thầy này nó liên hệ với nhau, nó dính với nhau. Có nghĩa là mình, thí dụ như mình đã nói là hút thuốc là không tốt, mà cái người đó mà họ còn hút thuốc đó, có nghĩa là trong cái biết của họ về tác hại của thuốc, về phổi, về đường hô hấp, về khí quản, chắc chắn là biết, một là họ không biết, hay là biết không rành, còn ba nó là họ có một chút gì đó nghi nghi, thứ tư nó là có thể là họ do họ không vượt qua được cái thích của mình, nhưng mà người đó phải có vấn đề gì đó cho nên tính mới tiếp tục hút thuốc để gạt cái đấy, chỉ mà đơn giản vậy thôi. Cho nên đừng có ham mà nghe là tu đề hà a na hàm còn vô minh thì mình tưởng vô minh họ giúp mình, không phải, mà nó kẹt cái chỗ là những cái phiền não, trời ơi đó trời, nó chưa có hết. Cho nên nó mới lận mà cùng vô minh nó liền đã lại cho có được, có cho thật ra cái vô minh của người ta là như vậy đó, vì người ta còn một chút dục ái, còn một chút sắc ái, cho nên người ta kẹt quá lại còn một chút vô minh. Còn mình thì sao, mình còn nguyên một núi, thưa các vị ha. Thì cái vị trời hỏi Đức Phật làm sao để trở thành thánh nhân, Đức Phật nói thứ nhất là có năm cái cần phải được cắt bỏ, đó là năm hạ phần kiết sử, rồi còn năm cái cần phải từ bỏ, đó chính là năm thượng phần kiết sử nha. Rồi cái tiếp theo là cái gì đây, để coi tiếp theo là cái gì đây, tiếp theo là tu tập thêm bao nhiêu pháp đó nha. Phải tu tập thêm năm pháp nha, Đức Phật trả lời đó, tu tập thêm năm pháp nha, và phải vượt qua năm cái trói buộc thì mới trở thành là thánh nhân. Thì phải tu tập năm pháp, ở đây tôi nói tắt thôi, đó là năm pháp cần tu tập, năm pháp cần tu tập ở đây tức là năm quyền nha, bà con viết giùm nha, năm quyền ở đây là tính tấn niệm định tuệ. Rồi tính tấn niệm định tuệ viết giùm tôi giùm, sau khi tôi giảng bài kinh này xong tôi đóng râm ha, quý vị trở vô chính kinh quý vị sẽ hiểu. À, tính tấn niệm tuệ, tính ở đây tôi tiếc ghê, tôi rất là muốn dành bữa nay cái khả năng tôi giảng từ bao lâu trời, chứ tính tấn niệm tuệ mà mình nói phớt qua đó thì nó uổng ghê lắm. Tính ở đây đó là cái niềm tin đấy, tính ở đây là cái niềm tin. À, quý vị còn nghe rõ không? Bởi vì cái này đó mà nếu mà tôi giảng mà cho nó đúng ý của tôi đó thì phải nói là 9 giờ. Tôi giảng tới 9 giờ. Có nghĩa là bây giờ giờ Paris đang là 7 giờ 18 thì tôi phải giảng tới 9 giờ. Còn nếu mà giảng sơ sơ đó, ok, thôi tôi cứ giảng sơ sơ đi ha, rồi ngày mai mà quý vị có nhu cầu thì tôi giảng thêm nha. Chứ còn mà bây giờ kêu cắt ngang ở đây thì cái lòng nó cũng không có yên, lỡ tôi mệnh chung hoặc là quý vị mệnh chung thì nó cũng, Đức Phật nói có 3 điều mà làm cho người ta chết không nhắm mắt. Một là làm quá nhiều điều ác,
hai là làm quá ít điều lành, và ba là còn có cái gì đó dang dở nha, làm còn có gì đó dang dở. Ok, tôi được một cái tin nhắn, tôi được một cái tin nhắn đó là trong room có người họ thắc mắc là tại sao kêu là bất động hành, đúng không? À, tại sao là bất động, đúng rồi, tại tôi lo giảng không nghe, bây giờ tôi ngừng lại tôi giảng cho cái người trời ơi này chút nha. Cái chữ bất động này đó ở trong chú giải giải thích đó, tại sao gọi là bất động, nó không có gì đặc biệt hết. Bất động ở đây có nghĩa là so với dục, so với sắc, thì cái thiền vô sắc á nó được xem là an toàn hơn. Bởi vì cái dục giới nó liên hệ đến sắc pháp đã đành rồi, mà cái sắc giới đó, nó cũng còn ít nhiều liên hệ tới dục, bởi vì nó còn có cái hình danh sắc tướng, nghe kịp không? Tại vì bây giờ mình muốn tu cái đề mục đất đi, mình muốn tu đề mục đất, gọi là mình tu đề mục hơi thở, thì các vị thấy rồi, đề mục đất á, muốn sanh về phạm thiên thì mình tu tới 40 tới 30 mấy đề là hãy mình tu phần lớn đề mục sắc giới đó, là nó còn dính đến cái vật chất, mà cái gì nó dính đến cái vật chất á, thì nó còn bị một chút gì đó mong manh là bất đắc. Thì khi mình còn thích trong cảnh cảnh trong cái vật chất, trong thích trong cảnh dục đó, thì mình thích sắc đẹp tiếng hay, thích cảnh, thích những gì mình thấy, mình nghe, mình ngửi. Còn cái sắc giới thì tuy không còn thích nữa, nhưng mà nó cũng còn một chút vật chất dính líu ở đó. Thế thì còn thấy còn nghe, còn riêng về cái phạm thiên vô sắc thì tuyệt đối họ không còn cái gì gọi là vật chất hay là sắc pháp nữa, họ không còn bị bất cứ một cái tổn thương nào về vật chất, thì còn là có cái tâm không thôi. Nếu mà xét là nó vì nó có thể toàn tâm toàn ý sống trọn vẹn trong cái cảnh giới thiền định của mình, mà tuyệt đối không gì có thể can thiệp vào được. Tôi ví dụ như đối với phạm thiên nghe sắc giới thì họ còn có thể gặp Đức Phật, và Đức Phật còn có thể gặp họ. Tại sao tôi ví dụ tôi nói cái hình ảnh Đức Phật? Bởi vì Đức Phật là một người mà phải nói là số 1, không? Đức Phật còn có thể đến cái đấy đó gặp các vị phạm thiên, riêng phạm thiên sắc giới thì đến cả Đức Phật ngài cũng không nhìn thấy, ngài chỉ biết thôi, ngài chỉ biết rằng các vị đó có tồn tại chứ ngài cũng không nhìn thấy. Lý do là họ có cái gì đâu mà để nhìn đấy, cho nên cứ đến cả Đức Phật còn không nhìn thấy họ, Đức Phật chỉ biết đến sự có mặt của họ thôi, thì nói gì là những chúng sanh khác. Cho nên nếu mà nói đến một cái sự mà an toàn vững chãi thật sự trong tam giới thì phải nói chỉ có cõi vô sắc thôi, đó là lý do được gọi là bất động. Đại anh nhìn chứ, tôi nói cái này tôi nói cái chữ này tôi quải, anh nhìn chứ biết ai mà viết giùm tôi cái chữ này, anh nhìn chứ, chữ nhìn chứ anh, cái chữ n chữ n thứ hai đó nó có dấu ngã trên, cái chữ n thứ hai nó có dấu ngã trên, cái mình viết giùm ở đây nó có hai chữ n. Yes, rồi bây giờ tôi giảng về năm quyền, tôi giảng tóm tắt rồi, ngày mai nếu mà thích thì tôi giảng tiếp nha. Thứ nhất là tính quyền, tính quyền là đức tin. Nếu hôm nay mà tôi hỏi các vị trong đêm những cái đức tin là gì đó, thì nếu mà gặp trước mặt nhau đó ha, hỏi các vị đó, một là các vị nghe từng câu đó lại, các vị sẽ rất là cười, rất là mắc cười, là bởi vì không ngờ mang biết là Phật tử là tâm nhân với nhau, nhưng định nghĩa coi như là mỗi em một kiểu, mỗi người mỗi vẻ, mười phân chỉ vàng là chỗ đó. Cho nên là mà mắc cười chỗ là tại sao mỗi người nói một cách, còn buồn ở chỗ là phải nói là mình không có được những lớp giáo lý như người bên Cơ Đốc, mình không có được cái đó. Bên Cơ Đốc là giáo dân tín hữu, người ta nói là coi như là đều phải được học giáo lý bắt buộc hết, còn mình thì mình tự nói là tự do không, tự giác, ai thích thì học, thích thì thôi, rồi học kiểu gì cũng được hết. Chứ tôi biết cái là cái bên Cơ Đốc giáo đó, tín hữu tín đồ bên đó, các giáo hữu Cơ Đốc họ không có quyền tùy tiện diễn giải thánh kinh như là bên Phật giáo. Người Phật giáo mình thì chúng ta có thể tùy tiện diễn giải Phật ngôn, nhưng bên Cơ Đốc giáo không có. Bởi vì bên Cơ Đốc giáo là ngay cả một người mà muốn đi xa đi rộng về thánh kinh thì họ cũng phải y cứ trên các cái tài liệu thần học mà đã được giáo hội coi như công nhận kiểm chứng rồi,
thì những tài liệu về thần học đó mới được phổ biến và sử dụng rộng rãi trong giáo dân, từ các cha xuống như các con chiên. Còn riêng ở trong một bên Phật giáo mình đó, thì coi như là tự tại vô ngại, đại bi tâm là đa ni, coi như là mấy em coi như là thao thích thì học, thích thôi mà học kiểu gì cũng được hết, mai làm gì tu hết. Ok, các vị còn nghe rõ không? Cho nên cái tính quyền ở đây tôi nói một cách vắn tắt thôi, đó là cái niềm tin vào cái gì? Niềm tin vào Phật, vào Pháp, vào Tăng, vào thầy bạn, vào cái pháp môn mà mình đang tu học. Tôi nhắc lại, niềm tin vào Tam Bảo nha, phải thầy bạn rồi cái pháp môn. Cho nên mình kể mấy cũng được hết, mình kể thành ba cũng được, ba có nghĩa là Tam Bảo mình gom chung nha, Tam Bảo mình gom chung. Còn nếu mà mình Tam Bảo mình xé ra ba đó thì chạy ra là năm, đúng không? Phật Pháp Tăng là ba, rồi thầy bạn là bốn, rồi pháp môn là năm. Còn nếu mình gom gọn thì chỉ có ba thôi, là Tam Bảo, thầy bạn, pháp môn. Tin Phật là sao? Tin Phật là tin rằng có một người trước đây giống y chang như mình, một ngày kia thấy đời là khổ, bỗng khởi đại bi đại trí phát nguyện trở thành một người giúp đỡ cho kẻ khác giải thoát. Kể từ ngày đó, người đó quân tập tu hành vô lượng công đức, trải qua vô lượng kiếp tu tập vô lượng pháp lành, đến một ngày người đó đại công cáo thành, trở thành vị chánh đẳng giác, thuyết giảng chánh pháp, tế độ chúng sinh. Đó được gọi là nôm na đó, là tôi nói với nôm na thôi nha, là niềm tin về Phật. À, và con người đó tuy là bậc đại giác, có được trí tuệ, hiểu hết mọi chuyện, có cái lòng đại bi, thương hết mọi người và có đủ mọi đức đức lành, nhưng con người đó vẫn phải sống trong cái tam tướng vô thường của vô ngã. Khi duyên đủ thì đó cũng phải xuôi tay ra đi. Đó gọi là Phật. Phật mà được mình tô vẽ là một nhân vật thần thánh ở một cảnh giới cao siêu xa vời nào đó thì là tới quá, không phải. Mà Phật là những người như tôi vừa trình bày trước đây cũng y chang như mình, rồi nhờ đại bi đại trí mà phát nguyện tu hành, rồi khi mà công viên quả mãn thì trở thành một người, một bậc đại giác, ai ngày cũng thương, cái gì ngày cũng biết, đức lành nào ngày cũng có. Sau một đời quá độ chúng sinh thì cũng xuôi tay nhắm mắt trở về với cát bụi, ra đi như một ngọn đèn bị tắt vậy đó. Thì đó được gọi là niềm tin vào Phật. Niềm tin vào Pháp, đó là Pháp ở đây không phải là những cái tác phẩm, những công trình do chư Phật sáng chế tạo ra, không phải nha, mà Pháp đây là những công thức trong vũ trụ tự nhiên, muôn đời ngàn đời muôn thở, ở đâu và lúc nào thì nó cũng vậy. Nhưng đừng gọi chánh, gọi là chánh pháp là bởi vì chánh pháp ở đây là những công thức đó được Đức Phật ngài mở ra soi sáng cho mình thấy. Các con không biết làm toán thì tao chỉ cho các con cách làm toán là như thế này này, cộng làm gì, trừ này, nhân này, chia này, nó như thế này. Dầu Như Lai có ra đời hay không ra đời thì ai mà tu đúng bất chánh đạo thì cũng là thành thánh nhân. Dầu Như Lai có ra đời hay không ra đời thì cuộc đời này nó vẫn cứ vô thường vô, vô ngã. Dầu Như Lai có ra đời hay không thì ai mà tu đúng thiền chỉ thì cũng đắc thần thông thiền định. Ai mà tu đúng thiền quán thì cũng đắc thành thánh nhân. Dầu Như Lai có ra đời hay không thì những chuyện đó vẫn cứ là vậy. Cho nên cái chánh pháp ở đây đó chính là những công thức vũ trụ mà được Đức Phật chánh đẳng giác ngài đem ra, ngài nói cho mình biết. Ngài nói rằng tất cả mọi hiện hữu là khổ, sáu ái là gốc của các khổ, niết bàn là cứu cánh nằm ngoài khổ tập, và bát chánh đạo là con đường dẫn đến niết bàn. Đó là gọi là chánh pháp nha. Mình tin vào pháp là tin như vậy đó, tức là chánh pháp không phải là tác phẩm do thiên Phật chế tạo ra, nghĩ ra, sáng tác ra, mà đó là cái quy luật vũ trụ muôn đời. Và chư Phật chỉ là cái một, mình nói nôm na nó là một nhà khoa học nghiên cứu đem nó ra cho người khác biết như vậy thôi, chỉ chánh pháp không nên hiểu khác đi được nha. Đó gọi là niềm tin, tin vào chánh pháp. Thì mình nếu mình có thời gian mình sẽ nói thêm nữa, tức là chánh pháp có cái điều đặc biệt là mình đọc kinh mỗi ngày, biết quý vị còn nhớ không,
Swakato Phakavata Tham Mô Pháp được Đức Thế Tôn Thế Tôn giảng. Akaliko Ehipasiko, trong này có cái chữ Ehipasiko rất là đặc biệt. Ehipasiko, đây, cái chữ này rất rất là đặc biệt. Cảm ơn. Cái Ehipasiko đó nó có nghĩa là thách thức mọi thử nghiệm. Nếu mà dịch theo ngôn ngữ của mình bây giờ là thách thức mọi thử nghiệm, là bằng viết tôi chữ đấy, thách thức mọi thử nghiệm. Ehi là tới đây, Pasco là nhìn thấy, Ehi Pasco là thách thức mọi thử nghiệm. Có nghĩa là ai mà nghi ngờ đó thì cứ suy tư, cứ tìm hiểu, cứ thực hành, thách thức mọi thử nghiệm, đúng. Cái Ehi Pasco, còn cái Akaliko là vượt ngoài cái khái, mọi khái niệm thời gian, là cái tốc độ của tạo và quả. Mà ở đây đặc biệt là tôi rất là tôi rất chú ý đến cái chữ Ehipasiko là chỗ đó. Có nghĩa là Phật pháp là một cái giáo lý, một cái con đường duy nhất mà cái bậc đạo sư là Đức Phật á, ngài kêu gọi mọi người hãy biết nghi ngờ, hãy biết nghi hoặc cái con đường dưới chân của mình. Ngài từng dạy rằng đừng có tin điều gì đó chỉ vì được người ta nói rằng đây là lời dạy của Thế Tôn. Chưa có một vị giáo chủ nào mà có một cái lời dạy mà đặc biệt phi thường như vậy. Ngài dạy rõ trước khi ngài niết bàn, ngài các tỳ kheo sau này sẽ có những tỳ kheo nói với các ngươi, tôi đã tận tai nghe Thế Tôn giảng như vậy, như trước mặt Thế Tôn. Ngài các tỳ kheo hãy chớ vội vã tin, mà cũng chớ có vội bác bỏ, mà phải đối chiếu với kinh, so sánh với luật, xem coi nó có tương đồng với kinh, nó có tương ứng với luật hay không. Nếu thấy mà nó là tương ứng với kinh, tương đồng với luật thì hãy chấp nhận. Hả? Còn cái gì mà thấy nó không phải như vậy thì hãy để nó qua một bên. Chưa có một vị giáo chủ nào mình dạy đệ tử cặn kẽ như vậy. Ngài dạy cho đệ tử hãy biết nghi ngờ cái con đường ngay dưới chân của mình. Mà về chính trị, về văn hóa, về tôn giáo, ước gì mà mọi người đều nhớ đến lời giải này của Đức Phật nha. Tức là trong một bài viết của tôi có nói đến điểm này, là chúng ta đừng là những con cá thiêu thiêu, những con cá cảnh bị lớn lên trong một cái chậu kiến, rồi e ngại tự do, không dám suy tư, không dám nghi ngờ cái không gian chung quanh mình. Mà con cá đi thiêu mà nó bị như vậy á, là đã đáng tiếc. Tuy nhiên mình là một con người sống giữa trời cao đất rộng, mẹ xong mình ra tự do tay chân thoải mái, mắc cái kiến gì mà mình để cho một cái ý thức chính trị, tôn giáo, văn hóa nào đó mà nó ràng buộc mình thì thê thảm quá. Cho nên ở đây là mình phải nhớ rằng là cái Phật pháp là một giáo lý mà kêu gọi đề nghị mình một sự lên đường, một sự dấn thân để tìm hiểu, thách thức mọi thử nghiệm ở chỗ đó. Mình tin Phật pháp là phải tin như vậy. Tăng chúng là sao? Cái chỗ này lớn chuyện lắm. Có rất là nhiều người nghe nói quy y tăng, họ có tưởng là quy y tăng là những cái vị mà cạo đầu đắp y, sốc đầu xuất gia trong chùa, trong miếu, trong thiền viện, tự viện, không phải. Hiểu như vậy là chết. Bởi vì nếu mà mình hiểu tăng là mấy vị tu sĩ Phật giáo đó, thì đó là một cách hiểu vô cùng và vô cùng nguy hiểm. Tôi nhắc lại, nếu mình hiểu tăng á, quy y tăng á, hoặc là tăng bảo mà là những cái vị cạo đầu đắp y ở sống trong chùa đó, thì tôi nhắc lại đây là một cách hiểu vô cùng và vô cùng nguy hiểm. Very very nguy hiểm. Tại sao? Là bởi vì một ngày nào đó mà mình bất mãn với một cá nhân nào đó là coi như cái tăng ở trong lòng mình không còn đẹp nữa, dứt khoát. Mà nếu tăng trong lòng mình không còn đẹp nữa thì sao? Hôm nay Phật đâu còn nữa, pháp thì là một cái gì đó rất là trừu tượng. Như vậy thì mọi sự chỉ còn trông cậy vào các vị tu sĩ thôi. Mà khi mà mình bị bất mãn một cá nhân nào đó thì mình rất dễ quơ đũa cả nắm, cái chuyện nó rất là bình thường nha. Như vậy nếu mình hiểu tăng ở đây có nghĩa là những vị tu sĩ Phật giáo mà chung chung như vậy thì nó kẹt lắm. Mà theo trong sớ giải thích tăng ở đây là những vị thánh từ sơ quả, từ sơ đạo trở lên đến A-la-hán. Ghê gớm như vậy mới được gọi là tăng. Tăng này gọi là tăng bất tử, tăng bất hoại. Tăng bất tử có nghĩa là sao? Bất hoại là sao? Có nghĩa là một cái ông sư mà còn phàm á, ông có thể phạm giới, ông có thể hoàn tục. Và nếu ông chết rồi, kiếp sau ông sanh ra, ông không còn là tăng nữa, ông trở thành một người bình thường. Nếu ông sanh làm con trùng, con giới, và ông sanh ra kiếp sau ông sanh làm linh mục, ông sau sanh làm thầy giảng của Do Thái giáo, của Ấn giáo, làm ông đạo sĩ Ấn Độ, vân vân, thì ông không còn là tăng như bây giờ nữa.
Cho nên tăng đó không được gọi là tăng bất hoại, không được gọi là tăng bất tử. Còn cái thánh nhân, những vị mà từ sơ đạo trở lên cho đến la hán quả đó thì được gọi là tăng bất tử. Tăng bất tử, tăng bất hoại có nghĩa là vì một người đã đắc a la hán rồi thì không bao giờ có cái chuyện có một giây phút nào không là a la hán, chuyện đó không có. Biết tôi nói cái gì có nghe kịp không? Một cái vị mà đã đắc thánh nhân rồi thì không có cách nào mà có lúc nào đó không là thánh nhân, chuyện đó không có. Thí dụ vị a la hán đắc quả lúc 7 tuổi thì cho đến năm 96 tuổi ngài vẫn là một vị a la hán, rồi ngài tắt thở, ngài viên tịch thì thôi, đã nói tắt thở viên tịch thì hết chuyện để nói rồi. Còn nếu mà ngày còn sống thì ngày vẫn ngồi a la hán, sông có thể cạn, núi có thể mòn, trời long đất lở như thế nào đi nữa thì vị đó vẫn cứ là vị a la hán. Vị tu đà quần cũng vậy, dầu cho còn tái sanh, dầu cho còn tái sanh thì bây giờ vị đó có bị xe cán, bị nổ máy bay, tan nát thân xác thì vẫn là chết bằng cái chết của vị tu đà quần, có nghĩa là chết mà không có đọa. Và sanh trở lại làm người làm trời thì vị đó vẫn cứ là một vị tu đà quần, không thể khác đi được. Như vậy mới được gọi là tăng bất hoại, tăng bất tử. Còn cái mấy vị sư tăng ni mà phàm phu á thì về mặt hành chánh mình gọi là tăng đúng, nhưng mà tăng mà ở trong cái gọi là tăng bảo mà định nghĩa ở trong kinh ấy, tăng mà đến mình quy y tăng á, thì tăng nó có là thánh nhân. Chứ còn mà những cái vị tăng phạm thì là chỉ là đại diện thôi, chỉ là đại diện hết, như vậy không có nghĩa là tôi bài xích nha. Vì tôi cũng là một vị tu sĩ, tôi không dám bài xích chư tăng đâu nha. Nhưng mà nếu trong lý mình giải thích thì tôi phải giải thích cho đúng trong kinh nha. Có nghĩa là những vị phạm tăng bây giờ mình chỉ nên xem đó là những vị đại diện thôi. Bây giờ thánh tăng mình không biết có ai không, mình không thấy, hoặc là coi như dứt khoát là không có rồi. Pháp thì trừ tượng quá thôi, thì bây giờ mấy vị này coi như là một cái biểu tượng để mình nhìn tới, mình tham khảo Phật học. Tại vì mình ở nhà mình có vợ, có chồng, có con, có cái đi làm đi lụng rồi coi như không có thời giờ thôi. Bây giờ mấy vị này họ quẩn nè, mà cơm áo họ là do mình nuôi không, thì thôi cơm hậu quẩn thì mình khi nào mình cần mình chạy vô mình hỏi mấy vị đó về giáo lý này nọ. Nhưng mà nhớ hai chuyện quan trọng, đừng có đổ cái trách nhiệm tu hành của mình á lên trên mình tăng đi. Bởi vì cái chuyện mà tăng nghe mà đến tụng kinh cầu an cầu siêu cho mình nó chỉ mang tính hành chánh thôi, chứ mình tu hành mà kiểu mà tào lao thiên tướng thì mình vẫn đi xuống như thường nha. Cho nên tăng đây là một đối tượng để mình tham khảo về giáo lý nha. Hoặc là có những vị tăng giải kính thì mình còn học hỏi thêm về cái hạnh, cái nết của vị đó để mình thêm niềm tin nha. Nhưng mà đừng có đổ hết mọi sự vào cái gọi là chư tăng, để mà mai này mà mình có bị thất vọng á ha, rồi mình thất vọng một vị rồi nó đâu nó đổ rồi cả đám, thì nó coi như mình bỏ đạo luôn thì coi như là uổng lắm nha. Chết rồi, tăng không phải là những vị thánh bất tử, không phải. Mà tăng á, mà trong tăng bảo có nghĩa là những vị thánh, mà thánh á, chính là những vị tăng bất tử. Mà bất tử đây không phải là không có chết, mà bất tử ở đây có nghĩa là không có thay đổi, có nghĩa là lúc về lúc khác nữa, càng cái gì nữa là bởi khổ thiệt. Tăng ở đây là thánh nhân, họ mới là tăng bất tử bất hoại, phải ghi như vậy đó. Tăng ở đây là thánh nhân, phải, họ mới là tăng bất tử, tăng bất hoại. Còn các vị coi, các vị ghi cái kiểu, các vị có phải hiểu, phải người ta hiểu lầm không? Có một vị này tăng là những vị thánh bất tử, ta đã còn ghi như vậy rồi, nói là ông Giác Nguyên không nói như vậy là có phải là mình hại đời nhau không? Thương nhau mà lại bằng người hại nhau, khác. Cho nên ghi gì nữa. Và mà phải ghi được bất tử là sao nữa, bất tử có nghĩa là họ không bao giờ mà từ thánh cái quẩn cái thành phàm trở lại, là không có. Không có. Mà nếu mà nói tăng là những vị thánh thì vậy có nghĩa là tăng ở đây bao gồm là những ai? Nam, phụ, lão, ấu, tăng, tục. Ghi cho giùm. Là cái máy này tôi càng xài tôi càng hẳn. Thánh nhân bao gồm nam này,
phụ nè, lão nè, ấu nè, tăng nè, tục, miễn, họ là, thấm ngay. Đấy, thánh nhân bao gồm nam, phụ, lão, ấu, tăng, tục, miễn họ là thánh nhân. Có nghĩa là sao? Nam có nghĩa là đàn ông á, con trai, mẹ đắc thánh nhân thì cũng gọi là thánh, cũng gọi là tăng. Phụ tức là đàn bà, con gái nói chung, 7 tuổi cho đến 70 tuổi, 100 tuổi cũng gọi là phụ. Phụ đây có nghĩa là nữ. Rồi phụ lão cái đây là người già, ấu đây là trẻ con. Bởi theo trong kinh nó có nhiều vị mới 7 tuổi cũng đắc vậy. Thì dầu cho họ 90 tuổi mà họ đắc, họ cũng là tăng. Mà họ có 7 tuổi thôi cũng gọi là tăng, nam phụ lão. Còn tăng ở đây nghĩa là người xuất gia, tục ở đây có nghĩa là người không xuất gia, người cư sĩ. Thì miễn là họ là thánh nhân thì họ được gọi là tăng. Tăng trong trường hợp này, tăng ở trong trường hợp là niềm tin của tăng. Như vậy thì tính ở đây tức là niềm tin nơi cái gì? Niềm tin nơi Phật, niềm tin nơi Pháp, niềm tin nơi tăng, niềm tin nơi thầy bạn. Có nghĩa là mình không có bất mãn. Cái chữ thầy bạn ở đây đó dịch từ cái chữ, tại quý vị viết chậm quá tôi mới viết thì cái máy này tôi nản quá đi. Dịch từ chữ Sapramachari. Thầy bạn ở đây là mình dịch từ chữ Sapramachari mà ngày Minh Châu thì dịch là đồng phạm hạnh. Cái chữ sát này nó có nghĩa là cùng với, là biết ơi ai mà học ngoại ngữ có biết trong tiếng Latin nó có cái chữ co không ta? Co là chung, là cùng, là cộng với. Biết cái chữ đó không? Trong tiếng Latin á. Ví dụ như cái chữ trong tiếng Anh nó có cái chữ companion. Có nghĩa là chữ cô. Cái máy này tôi không biết cái dấu cộng nó nằm ở đâu. Tôi phải nói thì cái máy này thì tôi chịu chết thì. Cái máy này mà bên kia là cảnh sát, sợ cảnh sát nó bắt. Cái máy gì mà cái dấu cộng không biết nó nằm ở đâu. Rồi. Chữ cô và cộng với chữ pan. Đây đúng rồi, thí dụ như cái chữ companion, chữ companion đúng rồi, chữ co-worker, co-exist, yes, yeah, hay quá, tôi lo tôi cắm đầu tôi viết, bà con viết hay quá. Thì cái companion á, trong tiếng Anh nó có nghĩa là companion, có nghĩa là bạn bè, nhưng mà nó từ cái chữ Latin, nó từ cái chữ Latin á, là cái người mà chia, cái người chia sẻ cái miếng bánh mì với mình thì gọi là companion. Nó cũng giống như là trong cái chữ Pali á, cái chữ metta đó là bạn bè, mà metta đó là từ mẫn. Như vậy thì hai chữ này đó, metta là bạn bè, metta là từ mẫn. Thì metta là cái người mà có tâm từ với mình, còn cái tâm từ đó, nó là cái tâm trạng của bạn bè đó với nhau. Mình hiểu rồi. Chính là cái trạng thái tâm mà bạn bè đối xử với nhau, bạn bè có với nhau. Đấy, cho nó dễ nhớ nha. Đó, cái đúng là cái này nó hơi lạc đề, nhưng mà tôi chỉ nhớ đâu tôi nói cái đó. Mà trong cái trang năm tâm đó, tôi nhớ tôi có mấy cái bài viết mà làm cái so sánh những cái điểm mà tương đồng tiếng Pali với những cái tiếng khác. Nó nhiều cái đó lạ lắm quý vị, nó hay lắm. Tôi ví dụ như tiếng Pháp thì những cái mà ai nào cái gì thì nó đều bắt đầu bằng cái chữ Q đúng không? Trong lúc này biết tiếng Pháp không? Ai nào cái gì rồi đó, cứ viết được cái đó đi thì nó bắt đầu bằng cái chữ Q. Nhưng mà trong tiếng Anh á thì nó bắt đầu bằng cái chữ W.
Ví dụ như là when, who, why, where nha. Còn trong tiếng Pali á thì nó bắt đầu bằng cái chữ viết dùm cái cô nào, cái a đó, anh chị nào anh biết không, viết tôi đi. Là trong tiếng Pháp có bao nhiêu cái chữ khiêu mà dấu hỏi cần nghi vấn từ nghi vấn từ hết. Còn trong tiếng Pali là chữ k. Ví dụ như là cứu hình. Cứu hình là ở đâu đó, rồi cô là ai, kinh là cái gì đó. Trong Bali mà nhiều lắm, toàn là chữ ca không. Còn trong tiếng Pháp thì bắt đầu bằng chữ, tiếng Pháp bắt đầu bằng chữ Q, tiếng Anh nó bắt đầu bằng chữ W, mà tiếng Đức thì bắt đầu bằng từ chữ W, tiếng Kỳ WH, tiếng Đức bắt đầu bằng chữ như là we, when. Đấy, nó lạ vậy đó, đó là cái chữ rất là lạ mà mình phải để ý. Đúng rồi, cái làm sao các vị không biết giùm tôi một loạt tiếng Pháp, một loạt tiếng Đức giùm tôi đi. Tiếng Đức ví dụ như là when, rồi we, à đúng rồi, dạ cảm ơn, đúng. À, và tiếng Pháp vậy, mà nhiều thứ tiếng khác, y, tiếng Tây Ban Nha cũng giống như tiếng Pháp vậy đó, tiếng Tây Ban Nha nó y như tiếng Pháp, nó cũng bắt đầu bằng chữ Q, đúng rồi. Đây là những trường hợp mà lạc đề nói cho vui thôi nha. Bây giờ tôi trở lại cái chữ thầy và bạn á, chữ thầy bạn ở đây đó là dịch từ cái chữ Sapramachari là thầy, là có nghĩa là đồng phẩm hạnh. Ông thầy của mình cũng là đồng phẩm hạnh với mình, mà bạn huynh đệ đồng tu của mình cũng là đồng phẩm hạnh với mình. Mà tại sao mình có niềm tin với họ là sao? Có nghĩa là mình không bất mãn họ, mình không nghi ngờ họ giới luật lắm nhau, mình mới học với họ được. Mình không nghi ngờ họ là tà kiến, không nghi ngờ. Làm ơn viết giùm tôi, ai viết nhanh thì viết giùm nhé. Không nghi ngờ thì bạn về giới luật nè, rồi tri kiến nè, nè, rồi đạo tình nè. Không nghi ngờ ba cái đó thì được gọi là có niềm tin thôi thầy bạn. Rồi cảm ơn. Càng nói nó càng sâu. Nghi ngờ về giới luật là sao? Là không biết là người ta nói ổng chỉ có hay không. Hoặc là hôm nay mình thấy rõ ràng, mình thấy có cái cô nào đi ra vô phòng ổng rồi hình như kiểu lúc mà cửa đóng, không biết là lúc cửa đóng là cổ đã về chưa, cổ tới chưa và cổ về chưa, hay là lúc cửa đóng có cổ trong đó hay không. Đấy, hoặc là trong ngực là cấm thì điện kêu không có được sở hữu cái này, không được sở hữu cái kia. Thì tôi nhớ là những bữa ổng cầm cái gì đó, ổng lấp lánh cái gì đó, giúp như cầm một sọn này, cái gì đó, thí dụ như vậy đó. Thì mình nghi ngờ về giới luật của thầy bạn không được. Thứ hai là nghi ngờ về tri kiến, có nghĩa là mình không biết cái vị này Phật pháp biết được bao nhiêu, mà cái điều nó đúng hay sai, thí dụ như vậy đó. Đó là nghi ngờ về tri kiến. Thứ ba là nghi ngờ về đạo tình, là mình không biết cái vị này họ đối với mình họ có thật lòng hay không, họ có thương mình hay không, hay là họ giả dối với mình, họ đóng kịch, họ giả vờ với mình. Chỉ trong trường hợp đó, đó là không nghi ngờ bạn thầy bạn, phải theo với thầy đó, theo với thầy đó, không nghi ngờ thầy bạn về giới luật tri kiến và đạo tình. Thì với ba cái này đó thì mình mới tu được. Bởi vì các vị làm ơn coi ở trong kinh Hoằng Vu nghe, kinh Hoằng Vu tâm Hoằng Vu, kinh Hoằng Vu trung bộ kinh, trung bộ kinh phần đầu á, phần đầu trung bộ kinh thì có đó. Tức là khi mà mình tu á, mà mình bị bất mãn về tam bảo, về thầy bạn, về pháp môn đó, là coi như là mình không có đi xa được nha. Đó quan trọng lắm, cái đức tin cũng quan trọng cho nó đó. Có nghĩa là mình phải tin tưởng và tâm mình đừng có đức tin tam bảo mà, và đức tin cho đúng rồi nha. Anh phải hiểu đúng anh mới tin đúng, bà con nhớ dùm cái đó, hiểu đúng mới tin đúng. Còn hiểu tào lao thì dĩ nhiên không có cửa nào mình tin đúng được nha. Để hiểu đúng cái tin đúng. Tôi nhớ có một chuyện là nó Thanh Nga bị bắn chết. Thì có một cái một người nghệ sĩ nghe tin vậy,
chạy riết vô trong nhà hoàng khóc quá trời khóc. Thì thấy cái xác phủ vải trắng khóc tưng bừng khóc xong rồi lái sang người nhà thanh nga vô mới báo là nãy giờ bà khóc lộn đầu. Cái xác mà bà khóc là cha cái bị xe đụng mắt mới thì thanh nga thì cái thanh nga nằm ở trong đó. Mà cái chuyện này là do nhân vật trong cuộc họ kể lại. Dạ, yeah, kể lại có nghĩa là bỏ công nó khóc cả giờ đồng hồ thì có nhiên mặt mày xưng hấp con nước mắt nó mũi tràn lan, cuối cùng là khóc nhầm cái xác của thằng cha nào chị kê bị xe đụng thôi, còn thanh nga nằm trong không ai khóc hết trơn. Thì ở đây cũng vậy, mình nói mình hiểu Phật, mình tin Phật, mà trong khi đó là mình không sai về ngài. Như vậy cái người Phật mà mình tin đó là lại hay là cái thể Phật, cái Phật thấy thì cũng như vậy này. Mà các vị thấy hôm nay đó, vị thấy không, thấy Phật hình ảnh Đức Phật, hình ảnh bằng tranh tượng á, chứ tôi không nói là về hình, không nói là về tinh thần nha, tôi nói về tranh tượng. Các vị thấy không, cái người Tàu họ làm một cái tượng Phật khác người Việt. Tàu là họ khoái tiền cho nên tượng Phật là phải có những cái tướng của con người giàu, lỗ mũi phải làm sao, lỗ tai phải làm sao, cái trán làm sao, cái mắt làm sao, cái môi phải làm sao cho thấy được nhiều tiền phước lộc. Còn cái ông Thái Lan cái thôi là ông mê ông Thái Lan á, thì ông Thái Lan hay ông Thích Lan mê cơ bắp. Phật là con như thành chữ V mà tay chân coi như nở nang. Còn rồi Phật Miến Điện là con lúc nào là cũng mập, mà coi như mũi đĩ là Phật Miến Điện cũng không có thon, mà người rất là phát phát. Người Miến Điện thích như vậy, thấy như vậy là đẹp. Rồi người Việt Nam mình khoái, mình là dân, là dân cải lương, nhưng Phật phải đẹp trai, cho nên người kêu tay chân có cân. Tức là mình đo cái tỷ lệ giữa hai vai với hai đầu gối đó, mình như thế có cân. Nhưng mà tại vì người mình là người dân cải lương nè, nhìn dân là đồng vô nước mặn của mình đẹp khoái đi đề mà càng đẹp trai, mình sân khấu lắm, nhà báo lên khấu mặn lắm, cho nên là tượng Phật cho đẹp trai trước, tượng đa chân nó cân đối cũng được. Nhiều khi mình thấy tượng Phật có nhiều bức tượng mà tôi nhìn tôi nghĩ nếu mà đây là một con người thật mà đứng lên á, thì xin lỗi sân khấu nha, rất là dị dạng. Hoặc có những bức tượng mà cái bằng cái hai cái chân nó nhỏ đến mức mà tôi biết người này không có cửa nào đứng được, người này chỉ có suốt đời chỉ có ngồi thôi. Vậy mà thợ họ đành đỏ họ làm được cái tượng đó. Tôi có mấy lần nói thằng tượng tôi nói cái tượng này tôi biết thờ có tội hay là có phước nữa, bởi vì ai nhìn vô họ cũng có những suy nghĩ rất là bất kính, mà như vậy thì cũng được gọi là thở hay sang hết trời. Cho nên chỉ riêng về hình thức thôi là cái nhận thức, cái mỹ quan, cái cảm thức của mình về cái hình thức của Đức Phật đã là biền biệt muôn trùng xa cách nhau, thì nói gì là cái Đức Phật mà trong tâm tưởng của mỗi người thì nó càng xa muôn trùng nữa. Cho nên nó muốn thứ nhất là năm quyền tính tất nhiên đơn giản, cái tính là gì, là đức tin. Thì đức tin ở đây là mình phải có được từ cái hiểu biết ở đây, từ cái hiểu biết về Phật pháp, rồi mình mới tin Phật, về Phật trong lòng mình mới có đủ 32 tướng tốt. Các vị có biết không, mỗi tướng tốt của Đức Phật là có được từ một cái đức lành, chứ không phải tiên cơ mình đi quẩn quẩn mà đẹp trai, không phải đâu, mà ngày đó tu gọi là vô số kiếp về một cái hạnh nào đó thì mới được cái tướng đó, rồi vô số kiếp một cái hạnh nào đó mới được cái tướng khác. Tổng cộng vẫn là 32 đại nhân tướng, là coi như là một núi công đức luôn đó. Cho nên nếu mà mình thờ Phật ấy, là mình phải nghĩ đến những cái công đức ngài đã làm nên những nét đẹp trên người của ngài. Nỗi nghĩ gì đó thôi là đủ tông phê rồi. Cái vị vua ở trong từ Đức Kinh mình coi cái bài tướng kinh ấy, nó lạnh sống, tức là cái tướng này do phước gì, tướng này do phước gì ha. Và nhờ cái tướng này là khi mà ngày kiếp chót là sinh ra đó, ví dụ như ngày gọi cái ngày có những cái phước lạ là ngày hồi trước là ngày tránh cố ý, ngày cố ý tránh không có nói chuyện tào lao, cho nên đề này ngày sinh ra đó ngày được cái tướng là coi như là cái gót chân của ngài dài và là người bất bại, ngài là người bất bại không có bị sát thương. Mà mình đâu có ngờ là mình cố ý tránh không nói chuyện tào lao, không nói chuyện bà tám, mình đâu có ngờ đó là một thứ công đức. Thật ra nó là một công đức rất là lớn. Ngày đời đời ngày sinh ra ngày luôn luôn chiến thắng thì các cũng rất là dễ dàng, là bởi vì ngày không có thói quen bà tám. Tôi đọc có tôi hết hồn, tức là bỏ được thói quen bà tám thì đời đời sinh ra cái gì cũng hơn người ta hết, dễ sợ như vậy, không bị người khác ăn hiếp lấn lướt. Còn mình có thói quen bà tám hay nhiều chuyện tào lao, chuyện sẵn đàn, chuyện ngâm trên thì lúc nào cũng bị thua thiệt hết, đặc biệt cái chỗ đó. Cái gì cũng hạnh lạ lắm, cho nên mình thờ Phật phải thờ như vậy đó. Thờ Phật vì hiểu Phật nó tốt hơn là không hiểu Phật mà cố gắng thờ Phật. Thì lúc bây giờ thờ Phật giống như thờ thần vậy đó, đức tin là như vậy. Tin Phật, tin pháp, tin tăng, tin thầy bạn, tin pháp môn. Tin pháp môn có nghĩa là mình sau khi nghiên cứu cho kỹ, phải thêm cái câu này quan trọng, sau khi nghiên cứu cho kỹ thì mình mới bắt đầu chọn cái pháp môn
mà chọn được, không phải là đời đời kiếp kiếp chết sống như nó, mà mình phải coi có nó hợp với mình hay không. Nếu mà gặp Đức Phật thì ngày dạy một lần là đủ, là vừa khích với mình rồi. Nhưng mà riêng cái đời nay thì phàm phu bây giờ thiền sư dạy mình cũng năm năm thua hên xui, nói thì kiểu hòa linh là hên xui. Cho nên đó là mình thấy cái pháp môn nào ok thì mình thử, mà trong lúc thử thì mình phải có niềm tin. Nhưng mà đến mức mình thấy không xong rồi mình đi qua pháp môn khác, nhưng mà đặc biệt là trong lúc thử mình phải trọn vẹn niềm tin. Giống như bây giờ các vị muốn học tiếng Tàu thì các vị phải đến học, phải tìm thầy mà học. Mà dưới gầm trời bao la thì được thầy đi nhiều lắm. Bây giờ trước hết mình học với ông thầy A, B, mình học thầy A tới đi. Thì trong lúc học ông dạy cái gì mình phải làm nghe theo bài ổng. Ông kêu về làm bài tập thì mình làm bài tập. Ông kêu mình cái cách mà cầm bút lông cầm cho đúng mình cũng cầm. Ông kêu mình lấy cái trứng gà bỏ vô lòng bàn tay rồi cầm cái bút lông viết bên ngoài. Mà mình làm sao mà cái tay nó đủ vững để cây viết không rớt, mà nó đủ mềm để cho cái trứng nó không bể. Ví dụ giảng bài những cái chuyện như vậy đó, thì mình phải nghe là mình theo. Mình thấy người cha thì dễ dễ ẹt thì bỏ đi theo người cha khác. Nhưng mà trong lúc mình theo ông A thì mình phải dốc lòng, dốc sức thì nghe. Ác chưa có, nỗ lực trừ cái ác đang có, nỗ lực tu cái thiện chưa có, và nỗ lực giữ lại cái thiện pháp đã có. Thì bốn cái này được gọi là tấn quyền, tức là tấn công. Làm như vậy đó, có nghĩa là kể ra thì nó hơi khô khan, mà trong thực tế đó thì nó rất là sinh động. Thí dụ như mình thấy rằng Phật pháp mình còn có nhiều chỗ dốt chưa có biết, mình ráng mình học, thì đó được gọi là cái tinh tấn thứ mấy? Các vị trả lời giùm tôi được không? Tôi nhắc lại, tinh tấn nó có bốn là thận, trừ, tu, bảo. Thận ở đây có nghĩa là nỗ lực ngăn ngừa ác chưa có, trừ cần có nghĩa là nỗ lực trừ cái ác đang có, tu cần là nỗ lực làm cái thiện chưa có, và bảo cần là nỗ lực giữ cái thiện đã có. Thì như vậy bây giờ tôi thấy tôi dốt quá, tôi ráng học Phật pháp, nhưng vậy thì nó thuộc về cái thứ mấy? Dễ sợ thì nói đến nước đó mà phải, nó đơn giản người nghĩ không ra, nó thuộc về cái thứ ba rồi. Bây giờ tôi thấy cái tấm tôi nó nóng quá đi, cái mỗi lần mà tôi giảng như vậy tôi thấy nó chả tầm bậy rồi, tôi nổi sợ nổi sùng lên này. Bây giờ làm sao mà tôi bỏ được vậy đó? Vậy cái đó nó thuộc về cái ưu tư đó đó, cái mà quyết định đó, bây giờ làm sao mình bỏ được cái thói quen đó? Vậy nó thuộc về cái cần thứ mấy? Nó vừa một vừa hai, có nghĩa là tôi ngừa luôn cả cái ngày mai nữa. Vừa một vừa hai luôn rồi, chứ phải chỉ có hai không, mà vừa một vừa hai. Để đối trị một cái tật xấu đó, thì mình phải vừa một vừa hai, có nghĩa là mình đối phó với cái trước mặt và phải ngừa luôn cái ngày mai nó, chứ phải bữa nay không nha. Cho nên phải khi tôi hỏi quý vị phải trả lời là một và hai nó mới chuẩn như Lê Dũng. Okay. Rồi như vậy đại khái như vậy đó, tức là cả bốn cái đã hiểu ý nghĩa đó rồi, thì nỗ lực là như vậy đó. Cái nghĩa là mình đừng có học đạo như thế nào á, mà giáo lý của mình học phải là giáo lý sống chứ không phải là giáo lý chết. Giáo lý chết thì nghĩa là kể con số 15, 18, 23 kể rào, nhưng mình không có đưa nó vào được trong đời sống của mình thì tôi gọi đó là giáo lý chết nha. Còn học cái giáo lý sống là sao? Học xong là đưa vô luôn, liền xài liền tại chỗ đó, đó gọi là giáo lý sống. Thì chẳng hạn như cái tấn quyền tấn căn ở đây đó, là mình xài liền. Bây giờ lát nữa mình sẽ bước ra khỏi lớp là mình xài liền, nghĩa là bước ra mình nói, sẽ bước có tật kỳ thế. Chỉ cần biết sao tôi có cái tật kỳ kỳ đó nghe, là lúc đó là mình đã bắt đầu là gọi là có tấn quyền rồi đó. Mà nói mình trên lý thuyết như vậy thôi, chứ làm sao mà tấn nó đi một mình được. Nó phải có trí, nó phải có tính, nó phải có niệm. Bởi không có niệm thì sao mình biết mình có cái tật xấu nha. Cho nên đây là cái mẹo. Nói là tu rồi tu tấn, tu tính, thì thật ra năm ông thầy này ổng làm một công. Đấy, cái vấn đề nó xuất sắc là chỗ đó. Năm ông này lúc nào cũng phải đi chung với nhau. Bởi vì thiếu ông trí thì ông tấn làm ăn được gì, mà thiếu cái niềm tin thì cái ông tấn ông làm ăn được cái gì, mà nếu thiếu cái ông tấn này thì ông trợ ông làm ăn được cái gì. Cái ăn là ông trùm mệnh nó ngủ, nếu mà thiếu cái tâm tấn thì ăn là ông trùm mệnh nó ngủ, thì tuệ làm sao mà làm việc được. Cho nên năm cái này nó phải nương vào nhau. Tính, tấn, niệm, rồi định. Định là gì? Định thì nó gọi là ba. Đó là cái sát na định, tức là cái khả năng tập trung chớp nhoáng ngắn hạn. Thí dụ như mình sửa đồng hồ, mình lên như đồng hồ mình phải chú ý chứ không? Mình đang lái xe, hoặc là mình đang vẽ một cái hình, hoặc là mình đang nấu ăn, hay là mình đang làm cái việc gì nó cần cái sự chú ý đó, thì đó gọi là sát na định. Nhưng mà đối với hành giả thì sao?
Xác định biết nghĩa là cái định mà nó có trong lúc mình đang theo dõi hơi thở, đang theo dõi bước chân. Dù mình tu thiền quán nặng về niệm không nặng về định, nhưng tôi thề với các vị, tôi bảo đảm lúc nào cũng phải có định thì niệm mới có, chứ không thể nào niệm định rời nhau, nhớ nha. Cho nên ở đây định nó là nó gồm có ba: một là sát na định, có nghĩa là cái khả năng tập trung ngắn hạn; còn cái cảnh định ấy, sát na định là tôi viết luôn nha, khanika samadhi là sát na định, còn cái cận định là upachara samadhi, cận định. Rồi cái thứ ba là appana samadhi, là kiên cố định, gọi là thiền định, dịch là thiền định. Thì cái thứ nhất, cái khanika samadhi là cái khả năng tập trung chớp nhoáng, ví dụ như cái đó ai cũng có hết, một đứa bé mà nó ngồi nó vẽ cái hình thì nó phải có cái định trong đó, thì đó được gọi là sát na định. Rồi còn cái upachara samadhi, cái này mệt ạ, cái này khó ạ, là đối với một người mà cố tình trao dồi định tâm bằng một đề mục nào đó thì mới được gọi là, thì mới có thể đạt tới cái cận định. Bởi vì cận định là giai đoạn sửa soạn để bước vào sơ thiền, nhớ nha. Cái cận định nó là giai đoạn để mà bước vào một cái tầng thiền sâu nhị tam túy gì đó, thì khi mình sắp lên sâu thiền mình cũng cần đến cái cận định của sâu thiền, sắp lên cái tam thiền thì cũng cần đến cái cận định của tam thiền. Nhưng mà bây giờ cái mà tôi đang nói ở đây là cái cận định của sâu thiền. Thì muốn đắc cái sâu thiền, trước hết là cái tâm mình nó phải đạt tới cái cận định. Với cận định này mình có thể ngồi trong nhiều giờ đồng hồ không bao nhiêu gì hết và vô cùng sung sướng, hạnh phúc, an lạc. À, cái cận định đó mới thú thiệt. Chứ còn mình ngồi được một hai tiếng hồ mà nó phóng hết phần nửa thời gian thì nó chưa phải cận định. Mà cận định là cái giai đoạn này là mình thấy ngồi nhiều giờ đồng hồ mình không biết gì hết. Ngày xưa Việt Nam có một nhân vật mà tôi thương quý vô cùng, đó là thầy Ấn Minh. Thầy có thể ngồi nhiều ngày mà không ăn uống, không tiêu tiểu, không nhúc nhích gì hết. Dĩ nhiên là không biết nóng lạnh đau đớn, coi như là nóng lạnh đau đớn đối khác tiêu tiểu là điều nothing, xuất sắc. Rồi sau đó thì cái chứng duyên, không phải chứng duyên mà là do là mình gọi là hoán duyên, có nghĩa là hoán là đổi đó. Thì thầy hành trì trong một hình thức khác, hoán duyên, chứ còn không phải là mất đâu, mà mất cũng còn nhưng mà trong hình thức khác thôi. Thì cái đó là một nhân chứng sống cho mình về định ấy. Mình biết là vì đó là cận định hay là kiên cố định, nhưng mà phải là trong gì trong mình chưa nghe như 2-3 ngày gì đó mà không tiêu tiểu, không nóng lạnh, không ăn uống và dĩ nhiên không có đau nhức gì hết, không biết gì hết suốt thời gian đó. Thì cái thầy tôi định nghĩa lại, sát na định là khả năng tập trung ngắn hạn. Khi tôi giảng về ba định, thường tôi hay giảng theo cách của tôi, có nghĩa là tôi giảng cái số 1, số 3 trước rồi tôi mới giảng cái số 2 sau cho nó dễ hiểu. Như vậy ở đây cũng vậy thôi. Cảnh sát na định là cái khả năng định tâm ngắn hạn trong 1 giây, 2 giây, nhiều phút, nhiều hoặc là 1-2 tiếng đồng hồ cũng có thể gọi là sát na định, bởi vì nó do nhiều cái ngắn nó ghép lại với nhau. Còn cái kiên cố định hay là thiền định, tức là cái khả năng định tâm của một người đắc từ sơ thiền trở lên thì gọi là kiên cố định, appana samadhi. Rồi bây giờ tới cái thứ hai, cái cận định là cái giai đoạn sửa soạn để bước vào cái thiền định, tức là sửa soạn bước vào sơ thiền trở lên đó, định nghĩa. Cho nên theo tôi thì nên để cái cận định để ở ghế thứ ba là dễ anh nói, chứ còn để cái thứ hai những người sơ cơ họ nghe họ dễ bị điếc rái nha. Cho nên là mình cứ theo giải thích theo kinh nghiệm thì tôi giảng cái thứ ba, tôi để cái thứ ba đổi vô cái thứ hai cho nó dễ. Cận sát na định là khả năng định tâm ngắn hạn và ta có thể lắp ghép nó nhiều lần sát na định để có thể ngồi thiền trong nhiều giờ đồng hồ, đó là sát na định. Còn kiên cố định là cái khả năng định tâm của một người đắc từ sơ thiền trở lên. Rồi còn cảnh định là giai đoạn sửa soạn bắt đầu bước vào sau thiền đó. Định nghĩa kiểu đó làm cho nó dễ, chứ còn tự nhiên cái là sát na định là cái cảnh định, đúng là thì nói theo cái mức mạnh yếu thì phải nói như vậy, nhưng mà để cho cái người sơ cơ mà dễ nhớ thì mình phải đem công định cảnh định mình để hàng thứ ba cho nó dễ,
Tôi nhắc lại, sát na định là khả năng định tâm ngắn hạn trong vài giây vài phút. Tuy nhiên ta có thể dùng cái sát na định này để ngồi thiền trong nhiều giờ. Rồi kiên cố định là khả năng định tâm từ sơ thiền trở lên. Còn cảnh định là khả năng định tâm của một người sắp sửa bước vào sơ thiền. Rồi, và đang nhớ mỗi tầng thiền đều có cảnh định. Thí dụ như sơ thiền thì nó có cảnh định của sơ thiền, mà nhị thiền thì nó có cảnh định của nhị thiền. Mà cảnh định đây là gì? Cảnh định đây tức là cái giai đoạn sửa soạn, cái giai đoạn chuẩn bị. Mà đối với cái người mà đại căn đại duyên ấy, thì cái giai đoạn này gần như là không có. Nó có thể gần như là nó không có, bởi vì nó rất là nhanh, giống như ba cái tuệ nè, tôi nói thiền tuệ đối với Vipassana. Những bậc mà đại căn đại duyên, đại trí, đại hạnh, đại nguyện, đại nhân ấy, thì những người đó làm gì mà có tuệ? Họ vừa nghe Đức Phật giảng một câu xong rồi họ bắt một cái rét sơ, là sơ nhị tam tứ đạo đi một cái lèo như vậy thì hỏi tuệ nằm ở đâu? Chuyện vậy mà nghĩ không ra, mà cứ ăn rồi là cứ là đi kiếm ra cái tuệ lá lùng như vậy. Mà các vị biết cái tiểu tuệ trong tiếng Hán đó, nó có nhiều cách viết, nhưng mà trong Hán hiện thì nó chỉ có một cách viết thôi. Cho nên tôi gặp mấy người mà mê tuệ quá, tôi nói đùa, tôi nói tuệ nó có nhiều nghĩa lắm. Tuệ có nghĩa là trí tuệ, mà tuệ nó cũng nghĩa là cái chổi nữa, giống như tuệ kinh là sao chổi đó. Tôi nói đi vô thiền viện thì đúng rồi, trong thiền viện là tuệ là quan trọng lắm, thiền tuệ là cái chổi trong thiền viện, thì ai trong thiền viện nào mà không cần mình quét dọn đó, cái đó thì được. Chứ còn mà đi tu thiền mình có đi kiếm cái thiền tuệ đó thì nó tào lao lắm. Vì chuyện quan trọng nhất tại sao mình đi tu thiền là mình muốn chấm dứt phiền não, muốn giải thoát sinh tử. Nếu không đủ duyên làm cái đó thì ít ra mình cũng được hiện tại lạc trú, an lạc hiện tiền ngay trước mắt. Mà cái an lạc đó nó chỉ có được từ cái gì? Từ cái chuyện là mình buông gánh đối với danh sắc, không có chấp thủ nó nữa. Đây là những cái bài học rất là căn bản dành cho hành giả mà mình không chịu học nha. Mà mình cứ nghĩ thiền tuệ là cái gì đó cao siêu hay ho, ráng vô trong đó ngồi tập trung hít thở để rồi lên trình với thiền sư, mà chỉ mong thiền sư nói cái đó là tuệ thứ sáu đó con, là về là có nhiên phê quá rồi. Mà nếu mà hiểu như vậy thì kẹt quá nha, kẹt quá. Cho nên tính tấn thì định tuệ ở đây là phải hiểu là cái định ở đây gồm có ba nha: sát na định nha, cận định và kiên cố định. Tính tấn niệm định rồi tới bây giờ tới tuệ, thì tuệ ở đây là cái trí tuệ ở trong cái gì? Trong những cái đề mục thì quán, chẳng hạn như trí biết về danh sắc, biết đây là danh này, biết đây là sắc, biết cái sự hiện hữu của mình chỉ là danh sắc mà thôi, thì đó thì cũng được gọi là tuệ. Tuệ đây là tuệ về nhân quả, biết rằng đây là nhân này, biết đây là quả. Tuệ về duyên khởi, biết là cái dòng sanh tử này nó có từ cái này, cái này, cái này, do cái này mà có cái kia, cái này có rồi cái kia có, cái này không rồi cái kia không. Nói chung, nói một cách vắn tắt, tuệ là gì? Tuệ là cái khả năng nhận biết các pháp, cái này là cái gì. Rồi cái thứ hai, cái này ở đâu nó ra. Và cái thứ ba, cái này nó vận hành ra sao. Thì ba cái này được gọi là tuệ. Định nghĩa lại, thứ nhất biết đó là gì, rồi thứ hai, dạ cái đó là cái trí thứ nhất, biết đó là gì. Thí dụ biết đây là thiện hay là ác, đó là gì. Rồi thứ hai là biết rõ mọi thứ đều trong tam tướng. Đâu không, bây giờ mới cần biết, biết rõ gì, biết đó là gì, để biết rõ nó vận hành ra sao. Như hai cái này thôi. Rồi, thì đó là tuệ. Tôi nhắc lại, các vị định nghĩa cỡ nào đi nữa thì cái gọi là tuệ nó chỉ có hai cái này thôi. Biết đó là gì, biết đây là thiện nè, biết đây là bất thiện nè, biết đây là danh nè, biết đây là sắc nè, biết đây là chuyện nên làm, biết đây là chuyện không nên làm, biết đây là hỷ giác chi, đây là trạch pháp giác chi. Thì đó gọi là cái biết thứ nhất, biết đó là gì. Cái thứ hai, biết rõ nó vận hành ra sao.
Thì ở trong cái thứ hai này nè, trong cái thứ hai đó thì nó bao gồm có cái tam tướng và danh sắc trong đó, đó là tam tướng và duyên khởi trong đó. Biết nó vận hành ra sao nghĩa là gì? Biết là do cái nhân này nè mà mày tạo ra cái kia, do cái nhân này nè mà cái này nó biến mất, do cái nhân này nè cái này nó xuất hiện đó. Biết biết nhân duyên là biết như vậy. Còn biết tam tướng là sao? Biết tam tướng nghĩa là cái này nó đã lỡ có mặt rồi đó thì thế nào nó cũng phải có lúc nó chấm dứt. Biết cái gì là vô thường, vô thường dứt khoát nó phải là khổ, mà biết cái gì là khổ thì dứt khoát cái đó nó phải là vô ngã. Ba cái này không có rời nhau nha. Thì như vậy thì tuệ nó chỉ có hai thôi. Một là biết đó là gì và biết rõ nó này là danh sách vận hành ra sao. Bây giờ tôi thách thức các vị đi tìm giùm tôi một cái định nghĩa thứ ba trong khắp tâm tạng chú giải, để hết các vị thầy các vị sư coi có cái định nghĩa thứ ba hay không. Một là biết đó là gì và biết nó vận hành như thế nào. Thì ở trong cái thứ hai này nè, làm ơn mở một đơn dùm để cho tôi là tam tướng nhân quả duyên khởi. Ở trong cái thứ hai đó, làm ơn bỏ dùm tôi vô đó đi, tam tướng nhân quả duyên khởi, bỏ dùm nó dùm tôi. Mà đúng là cái chữ duyên khởi cũng không cần nữa, chỉ để tam tướng và nhân quả là đủ rồi nha. Như vậy thì đó được gọi là năm quyền nha. Thì Đức Phật nói là phải tu muốn được thành thánh á, thì thứ nhất là phải cắt bỏ cái gì? Phải cắt bỏ năm hạ phần kiết sử. Thứ hai là từ bỏ năm thượng phần kiết sử. Thứ ba là tu tập năm quyền. Năm quyền tôi đã giải thích rồi. Và thứ tư là chết hết tội, vượt qua năm trói buộc nữa. Bởi tôi nói ma thì tôi còn sống, tôi còn sờ ở đây nè, mà nó còn giết tào lao như vậy. Tam tướng và duyên khởi, trời đất, động trời. Tam tướng và duyên khởi, nó về tôi để là tam tướng danh sắc. Y như cái anh chàng mà coi như là biết mình không phải là hột hóc nhưng vẫn sợ mấy con gà nó không biết. Cho nên hồi đầu tưởng mình là hột thóc thì mình lo mình trốn mấy con gà, rồi sau đó đó thì biết mình không phải là hột thóc nhưng vẫn trốn gà là vì sợ gà nó không biết. Nói như vậy có nghĩa là ảnh cũng không có rõ lắm, ảnh không có rõ là ảnh không rõ về ảnh, không rõ về con gà và ảnh không rõ về hột thóc. Cái câu chuyện nó rất là quan trọng, rất là quan trọng câu chuyện này. Tại biết đó là gì và biết rõ nó vận hành như thế nào, đại là toàn bộ. Thí dụ như bây giờ tôi hỏi các vị một câu nha. Bây giờ tôi không có, nếu tôi là hành giả thì tôi phải để ý coi danh sách của tôi nó đang ra làm sao, đúng không? Tôi thấy rõ cái lý tam tướng nhân quả trong đó. Bây giờ tôi không có biết ví dụ pháp, tôi không có phải hành giả tứ niệm xứ, như vậy tôi có thể có trí được hay không? Thì mình nói một đơn, chắc hồi nãy tôi kêu quên kêu gì, nói một đơn. Biết đó là thiện hay là ác? Trời đất ơi, khổ quá. Biết đó là thiện, biết đó là gì, nói một đơn. Thiện hay ác? Ha? Nên làm hay không nên làm? Và nếu đó là thiện thì nó là thiện gì? Nó là tánh nè, tấn nè, niệm nè, định nè, tuệ nè. Nó là giác chi nào trong bảy giác chi? Nó là chi đạo nào trong bát chi đạo? Đã làm giùm cái đó đi. Mà biết đó là gì, đúng là cái này thì quý vị tự nghiêm hết, chứ còn không có bắt tôi phải mất thời gian cho mấy cái trợ thời này. Biết đó là gì, thiện hay ác? Còn mà còn phải thêm nữa là thiện là gồm cái gì, là tính, là tánh, là niệm, là định, là tệ. Nó là giác chi nào trong các giác chi? Nó là chi đạo nào trong các chi đạo? Mà còn biết là ác, ác gì? Nó là tham hay là sân hay là si? Là si là si hoài nghi hay là si phóng dật? Đó, tham là tham gì? Tham là tham hợp tà ly tà. Sân thì sân hữu trợ hay vô trợ, ví dụ như vậy. Thì nếu mà cái gì hay lanh lanh chút thì tôi không cần nói nhiều như vậy này. Rồi biết rõ nó vận hành như thế nào này, thì nó nằm ở trong cái phần sau nha. Rồi xong. Như vậy thì muốn thành thánh thì phải cắt bỏ năm, rồi từ bỏ năm, rồi tu tập năm, rồi vượt qua năm. Đấy, cái vượt qua năm, cái vượt qua ở đây từ cái chữ Pali là nó tích cầm đó, vượt qua nha, vượt qua. Thì vượt qua năm năm cái gì ở trong đây, để thế này, vượt qua năm cái trói buộc, vượt qua năm trói buộc nha.
Chốt cuộc ở đây tiếng Pali là sang sango. Chữ sang anh n chấm đầu nha, là trói buộc. Cái gì mà làm cho dính á thì gọi là sango. Cho nên á, các bên Bắc Tông nó có một cái vị luận sư tên là á sang gác. Để biết ở đây ra biết không, á sang gác là vua trước, vua trước nghĩa là không có dính mắt. Biết ai biết biết không, đang ở đây có ai biết nhân vật nó phải xăng ra. Nhưng mà tôi á, tôi nè Giác Nguyên, cái người đang giảng này nè, thì cái nickname của tôi là ô xăng ga chứ không phải là á xăng ga. Ô xăng ga thì có nghĩa là ở xăng ga, bởi vì tôi rất là thích đi. Thì nhà Ấn Độ thì có ông á xăng ga là vô trước không dính mắt, còn Việt Nam có ông ô xăng ga, từ cái chữ ở xăng ga. Cho nên đó, tôi mai mốt mà tôi mà Mỹ Tây mà nó ở tên tôi thì tôi cũng nói nó tưởng tôi là chắc cũng dữ dội lắm. Tôi nói Ấn Độ thì có á sang gá, Việt Nam có ô sang gá, có nghĩa là ở sang gá suốt đời cái trôi dạt cho những đến đời viễn xứ. Okay. Bây giờ muốn thành thánh là mình phải vượt qua năm cái sự dính mắc hay là năm thứ trói buộc, thì năm thứ đó là ái nhiễm. Viết giùm tôi nhé, ái nhiễm. Chữ ra ghé, rồi sân hận. Chữ ra ghé thêm dùm nhé, ra ghé sân ghé. Rồi đô sát sân ghé. Rồi mồ hả sân ghé. Chữ á xà là sân ghé đó nha, làm ơn thông minh dùm nhé. Rồi mà nó sang gác. Rồi đích thí sang gác có nghĩa là năm cái thứ tư buộc ở đây là ái nhiễm, tức là tham ái đó. Rồi đô sát sang gác là sanh hạnh, mô hóa là si mê, mà nó là ngã mạng, đích thí là tạo kiến. Thì mấy cái này tôi đã giải thích 300 lần rồi, cho nên nếu mà cần thì tôi giải thích tóm tắt, còn không thì ngày mai tôi giải thích cho nghe. Các vị có viết đủ chưa? Các vị có viết đủ chưa? Ok. Rồi bây giờ tôi nói sẵn đây, tôi nói cho các vị nghe một chuyện rất là quan trọng. Cũng tham ái mà có một lúc Đức Phật gọi là ra nhá. Là vì sao? Là vì từ cái động từ ra chập tí có nghĩa là nhuộm màu, cho nên tàu dịch là ái nhiễm, nhiễm có nghĩa là nhuộm. Có nghĩa là khi nào mà Đức Phật ngày nhấn mạnh đến cái khía cạnh mà nhuộm màu của tha mái đó thì ngày gọi nó là ái nhiễm. Ngày xài cái chữ ra cái nó từ cái động từ là ra chập tí là nhiễm, là nhuộm màu. Nhưng có lúc ngày gọi tha mái đó là tâm ha, ngày chính là khác ái. Là bởi vì á, cái chữ tâm ha đó trước khi Đức Phật ra đời đó được người Magadha họ dùng với cái nghĩa là khát nước. Cho nên trong tiếng khổ thiệt với cái bài nó mắc cười rồi. Ở trong tiếng Sanskrit ấy, tiếng Pali là tâm ha là khát nước, nhưng mà khi Đức Phật ra đời thì người dùng cái nghĩa là khát ái, cái nghĩa này tham ái giống như khát nước vậy đó. Tức là nó luôn luôn muốn gì đó bỏ vô, giống như khát nước không muốn có nước đổ vô miệng vậy đó. Thì trong trường hợp này là cái tâm ha thì là khát ái. Còn khi nào mà người sợ cái ra gá đó cũng là tham, thì mình dịch phải gì là ái nhiễm, nhiễm là nhuộm, nhớ nha. Còn khát ái nghĩa là ái giống như khát nước. Mà cái tiếng Pali là tâm ha, tiếng Sanskrit là Trishna, mà tiếng Anh là thirsty. Mà hai cái chữ tiếng Anh với tiếng Sanskrit mình nhìn hao hao giống giống nhau cho nó dễ nhớ, anh kêu là Trishna còn một bên là thirsty. Thirsty, ok. Cho nên cái trói buộc thứ nhất là tam ái.
tham ái đây tức là thích ở trong cái gì, thích ở trong ba ái, có nhớ không? Ba ái thì sáng giờ giảng rồi đó nha. Dục ái là gì, sắc ái là gì, biết còn nhớ không? Chết hết rồi, tội thiệt. Những cái quan trọng mình kêu phải nhớ để mà mốt cái dịp xài đó lại, thì sáng mình đã giới thích ba ái rồi. Rồi còn sân thì đã nói rồi, sân thì là chỉ là sự bất mãn thôi. Đó, sân là sự bất mãn, sân là bất mãn. Trong hoặc ngoài cảnh dục, ghi gì nữa không? Còn nhớ định nghĩa này hồi sáng không? Tôi không nói nữa nha, cái này đã có hơi băng rồi nha. Ok. Rồi cái thứ ba đó là si. Thì si ở đây gồm si, si ở đây gồm có si hoài nghi và si si phóng dật nha. Mà phóng dật ở đây nó chỉ có nghĩa là thiếu cái khả năng định tâm thôi. Nhưng mà si hoài nghi ở đây nó chính là vô minh trong trung bốn đế. Ghi lại cái câu đó dùm tôi đi. Si gồm si và nghi phóng vật. Rồi để là phóng vật chỉ là sự thiếu định tâm. Riêng hoài nghi ở đây chính là vô minh trong bốn đế. Riêng hoài nghi ở đây đó là vô minh trong bốn đế. Đó là mang viết dùm cái đó. Còn mạng là hồi nãy mình đã học rồi, mạng được chia thành mấy phần còn nhớ không? Chết nữa, chết hết, cái này nó nhúc nhích là chết, tìm không ra bao nhiêu. Không đá một lần người thế này mà nó tắt thở hết. Vô minh trong bốn đế. Trời đất ơi. Tôi nhìn cái ông, cái tính hạm ông nhớ là nó Trịnh Văn Sơn còn sống. Ông nói đế quốc Mỹ ông không sợ, ông sợ đế quốc danh, đế quốc danh nó nhức đầu. Ông nói trong thời mà đế quốc Mỹ với Việt Nam ông không sao hết, nhưng mà uống đế quốc danh nó nhức đầu. Vô minh trong trong bốn đế, ok. Rồi tiếp theo là mạng. Mạng hồi nãy đã nói rồi đúng không? Phải quý vị bạn, mạng hồi nãy có ba cách nói rồi. Bây giờ bắt tôi nói nữa à? Bây giờ tôi đâu không cần nói về mạng phải không? Ok, không cần. Quý vị không ừ, tôi cũng ừ. Nó hồi nãy đã nói quá kỹ rồi. Ok. Rồi với kiến. Cái tà kiến nó gồm có, nói rộng thì nó có 62. Rộng có 62, mà kể gọn thì chỉ có 2. Đó. Đoạn kiến là phủ nhận cái gì mình không chứng minh được bằng khả năng bản thân, như như cái gì, như chuyện tái sinh này, rồi nghiệp lý này, rồi cái loài vô hình này, về các cảnh giới này, về cái sự chứng đắc này. Đó, đoạn kiến là phủ nhận cái gì mà mình không chứng minh được bằng khả năng bản thân. Đó, như là tái sinh này, nghiệp lý này, rồi cái loại vô hình như là ma quỷ phi nhân khả mình, cái nào mình chứng minh được thì cái đó không có. Đã không, quá đã luôn. Thí dụ như bây giờ hiện giờ trong nhà tôi đi vòng quanh tôi không thấy ai mà tên là con đường cổ xưa hết. Như vậy thì con đường cổ xưa đó có tôi là một bóng, một chỉ là một cái giả danh, chứ con người đó không có thật trên hành tinh này. Quý vị có chịu nói không? Từ lý do là tôi không thấy ai trong nhà tôi, trong nhà tôi có cái tên là con đường cổ xưa, rồi hiện giờ trong cái chỗ giả hiện giờ có mình tôi à, vậy thì giả tôi không thấy nên không có. Đấy, cho nên là không được. Rồi cái thường kiến là gì? Thường kiến đó là tin vào một cái gì thuộc ngã tính vào một cái dịch thuộc ngã trường tồn không, cái định nghĩa chưa đã, tin vào một cái gì đó thuộc ngã
không biết gì về cấu trúc lắp ráp và tùy duyên của vạn hữu. Đấy, các vị chắc chắn hôm nay các vị rất là sốc rồi, thấy các vị mở hết sách vở sách A Di Đà của Việt Nam không ai định nghĩa quái đản như tôi hết đấy. Nhưng mà bữa nay vì đó là lý do tại sao tôi mở cái lớp này. Tin là một cái gì thuộc ngã tôi và của tôi ha, mà không biết gì về cấu trúc lắp ráp và tùy duyên của vạn, để tôi viết thiết danh nào của vạn hữu nha. Lắp ráp đồ lắp ráp, chỉ lắp là lắp á, chỉ lắp là lắp á. Có người viết một hàng là lắp rác, à, lắp rác không phải lắp rác mà lắp ráp, chỉ lắp là á, lắp ráp. Đấy, có nghĩa là mình tin vào một cái cõi thiên đường nào đó, một cõi cực lạc nào đó, hoặc là mình tin vào một cái tôi nào đó, mình tin vào một cái sự hiện hữu của linh hồn nào đó trôi dạt. Ví dụ như bên Bà La Môn giáo họ tin rằng cái tâm thức của mình nó giống như con chim vậy đó, còn cái thân xác này giống như cái lồng vậy đó, cái lồng tre hay cái lồng chim. Thì cái thân xác này mai này nó già, nó bệnh, nó lăn đùng ra, nó chết thì coi như cái lồng nó hư, nhưng mà cái thần thức, cái linh hồn của mình nó sẽ tiếp tục nó đi qua một cái chỗ khác, giống như con chim nó sẽ đi qua chỗ khác. Cái sát na trước nó diệt thì để cho nó nhường chỗ cho cái sát na sau, dù là về danh hay là về sắc, về tinh thần hay vật chất, thì nó là một cái tiến trình trôi nổi, một tiến trình trôi chảy liên tục. Cái sau thừa tiếp cái trước, cái sau nó có được là từ cái sức đẩy của cái trước. Còn nói về nhân quả đó, thì cái trái xoài này nó được tạo ra từ cái trái xoài trước, nhưng nó không phải là trái xoài trước, và không có trái xoài nào nó tồn tại quá 3 tháng nha. Có điều là trái xoài kia mình ăn để cái hộp nó tạo ra trái xoài khác, thì cái trái xoài sau nó là kết, nó là thành phẩm, thành quả của trái xoài trước, nhưng nó không phải là trái xoài trước. Hôm nay mình làm thiện thì cái mình làm ác, thì cái thiện ác hôm nay nó sẽ tạo ra một cái thức trái xanh cho kiếp sau. Mình làm con này con kia thì cái con đó nó được tạo ra từ cái tâm thiện của đời này, nhưng nó không phải là mình bây giờ. Và kiếp sau mình sinh ra mình trở lại mình làm một người con gái y hệt như bây giờ đó, thí dụ như vậy. Thì người con gái đó đẹp xấu giỏi dở giàu nghèo sang hèn trí ngu, thì những cái đó là do đời này mình tạo, nhưng mà người con gái đó không phải là người con gái của bây giờ. Người con gái đó là kết quả của những gì mà người con gái bây giờ đang làm ra. Đấy, hiểu như vậy. Không có một cái gì mà nó đi từ đời này sang kiếp khác. Thí dụ như mình nói là đi đầu thai là tập, không hề có cái chuyện đi đầu thai thì không có. Bởi vì cái tà kiến ở đây hiểu vậy, tức là cái tà kiến là những gì mà tôi vừa trình bày, gồm có hai, nói cho rộng là 62, nó hẹp thì gồm thường và đoạn. Thì thường kiến là tin như vậy đó, tin là có một cái thiên, một cái cõi nào đó, hoặc là có một cái thân, một cái linh hồn nào đó, một cái thân thể thể nào đó mà nó, một cái tôi nào đó mà nó trường tồn bất biến, hoặc là nó một cái gì đó đơn thuần, ví dụ như là có một tồn tại một cái tôi mà thật ra trong A Di Đà này không có. Cho nên là giải Đức Phật cũng có cái nào gọi là tôi hết, đó là gì, mỗi thứ nó tùy duyên, tùy duyên mà có, rồi có rồi nó cũng tùy duyên mà nó mất. Thì người nào mà không biết được cái này thì được gọi là tà kiến. Thì muốn trở thành thánh nhân thì mình phải từ bỏ năm hạ phần kiến sử, phải dứt bỏ, phải cắt bỏ năm hạ phần kiến sử, phải lìa bỏ năm thượng phần kiến sử, phải tu tập năm quyền, và phải vượt qua được năm cái rào cản này. Mà năm rào cản này tôi vừa giải thích xong. Ok, ngày mai gặp lại, bye bye, mệt lắm này.